cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi. Thank you.
sơ thanh ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bản kinh tứ niệm xứ. Và cái phần thứ tư trong bản kinh tứ niệm xứ là cái phần quán pháp. Lâu nay chúng ta cũng đã từng nghe cái từ pháp, như là cái hồi chúng ta học Di thức Tam Thập Tụng, chúng ta cũng có định nghĩa cái từ pháp ra một lần rồi ha. Như từ pháp trong đạo Phật nó rộng lắm. Nó là tâm pháp, là sắc pháp, pháp là muôn sự muôn vật, rồi pháp là giáo pháp của Đức Phật, là chân lý, vân vân, nhiều nhiều từ, nhiều ngữ. Và có một cái câu mà nhiều người hay học thuộc lòng là cái gì? Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Có nghĩa là gì? Tức là cái pháp là cái gì đó mà nó thể hiện cái riêng của nó. Khi mà nói tới nó là người ta không thể nào hiểu sang cái khác được, gọi là nhậm trì tự tánh. Tức là mỗi cái nó giữ cái riêng của nó. Ví dụ như mình nói cái lá thì chúng ta không thể hiểu nó là cái hoa được, thì nó là một pháp, đúng không? Chúng ta nói tới cái cành thì người ta không thể hiểu nó là cái lá được, thì nó là một cái pháp. Thì vậy là mỗi một pháp nó giữ một cái gì riêng của chính nó, mà nó không lẫn lộn với một cái pháp khác, gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sinh vật giải. Nên nói tới nó thì người ta sẽ không bao giờ có một cái gì lộn xộn trong này được, thì cái đó chúng ta được gọi là pháp. Như vậy hai cái từ mà rộng nhất là gọi là sắc pháp và tâm pháp, là hai từ rất là rộng. Tức là tất cả những cái gì mà căn chúng ta tiếp xúc được, trong lục căn chúng ta tiếp xúc được thì xem như là nó ngũ căn á. Ngũ căn tiếp xúc được thì gọi là sắc pháp bên ngoài. Ví dụ như mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe tiếng, thì âm thanh đó cũng được xem như là một pháp. Tới tâm pháp là tất cả những cái ý niệm sinh khởi nơi tâm, dù là thô cho tới tế. Nhưng cái này là nó ở phần thô, nó thuộc cũng cái dạng sắc pháp, là tịnh sắc căn, nó cũng là cái pháp. Nhưng mà tới tâm pháp là một cái gì đó nó sâu lắng, nó thanh tịnh, mà có chỗ người ta gọi là Đức Phật truyền pháp hoặc là truyền tâm. Thì tâm là pháp, này là muốn nói tới một cái chỗ, một cái đỉnh cao của tâm linh là đạo. Nó là tên khác của đạo, nó là chỗ sâu nhất. Thì như vậy là khi mọi người gọi là đắc pháp, tức là đạt được đạo lý rồi, chứng ngộ Phật quả rồi,
Hoặc là khi nghe pháp mà mình ngộ pháp đó cũng được một dạng là đắc pháp, mà tu tập để đắc pháp là một cái chuyện khác nữa. Rồi đạt đến cái tâm pháp vi diệu, tức là đạt được cái diệu tâm đó, thì cái tâm đó cũng xem như nó là một cái pháp, mà pháp đó là cái pháp chân thật, là tự tánh, rồi pháp giới tánh toàn chân, ví dụ vậy. Thì vậy là cái từ pháp nó là một cái gì nó rất là rộng, mà có nguyên cái bộ luận gọi là luận bách pháp, luận trăm pháp. Trăm pháp thật ra là nó hằng hà sa số pháp, nhưng mà luận trăm pháp cơ bản thôi. Ở đây thì cái quán pháp Đức Phật dạy trong thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta hôm nay chúng ta học cái pháp này là chúng ta bám sát trong cái thiền tứ niệm xứ để chúng ta bàn luận, chúng ta không có bàn rộng. Nếu mà nói cái từ pháp thì gần như là người ta cũng nói cả đời mà chưa hết được. Rồi là nói tới cái pháp là cái gì đó, từ cái lúc mà sơ khởi của sinh tử cho tới chứng đắc niết bàn, nói hết các pháp rồi phải nói tới cái chừng đó. Nói hết các pháp tức là nói hết cái giáo pháp của Đức Phật đã giảng dạy ở suốt cả đời của Đức Phật. Nói hết tất cả các pháp là nói tất cả các pháp, từ cái chỗ mà chứng đắc sơ thiền cho tới chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái pháp đó được xem là pháp. Nhưng mà ở đây thì chúng ta bắt đầu quán pháp theo cái dạy của Đức Phật. Chúng ta đi sát vào văn kinh của tứ niệm xứ để chúng ta nói về cái quán pháp này. Chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Này các tỷ kheo, thế nào là các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri nội tâm tôi có ái dục, hay nội tâm tôi không có ái dục, tuệ tri nội tâm tôi không có ái dục? Và với ái dục chưa sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy. Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Chúng ta bắt đầu đi vào năm triền cái. Thường ví dụ như ở trong những cái bản kinh nguyên thủy mà nói về chuyên môn tu tập thiền định thì người ta hay nói tới năm triền cái này. Năm triền cái là gì? Ái dục. Ái để được dùng từ chỗ ấy là tham, tham ái, sân nhuế, cái gì nữa, thùy miên hôn trầm. Thùy miên hôn trầm được ghép là thành một nha. Rồi tạo hối, tạo cử và hối hận được ghép thành một, và nghi. Thì về đáng lý là phân thành bảy, nhưng mà tại cái thùy miên thì khi đụng tới chúng ta một chút chúng ta sẽ giải thích cái thùy miên là cái gì, cái hôn trầm là cái gì, cái tạo cử là cái gì và cái hối hận là cái gì. Thì những cái đó nó thành riêng hết á. Nhưng mà nếu mà chúng ta học đạo, mà nhất là đi học thiền á, chúng ta đi vào công phu của thiền định mà nếu như chúng ta không có thông những cái điều này thì sẽ không đắc thiền. Dụng từ là không đắc thiền, tức là không giải quyết được năm triền cái thì không đắc thiền. Thì trong năm triền cái này thì trước đó chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề là khi mà thực hiện để dứt trừ năm triền cái này thì nó sẽ có năm cái chi của thiền. Năm cái chi của thiền là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có nhất tâm. Và khi một người sẽ dùng cái ví dụ như dùng cái định để xử trừ cái tham dục này, hoặc là dùng cái hỷ để dứt trừ cái sân, dùng cái lạc để rồi dứt trừ cái tiền cái tạo hối, ví dụ vậy. Thì như vậy là trong năm cái đó nó sẽ dứt trừ năm cái triền cái này. Để một người hành giả khi mà có đầy đủ, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có nhất tâm thì sẽ chứng được cái thiền thứ nhất là sơ thiền, là ly sanh hỷ lạc, tức là người đã lìa hết những cái sự sinh khởi vướng mắc trong tam giới này.
tức là đạt được cái sự an vui và lìa tất cả ác pháp. Thì những cái ác pháp để che chắn nội tâm không còn. Đầu tiên chúng ta nói về cái chữ cái trình cái, có nghĩa là năm cái ngăn che. Chúng ta hiểu chữ trình cái là năm cái ngăn che. Thì năm cái đó là cái đầu tiên là tham dục, tham ái. Cái thứ hai là cái sân. Cái thứ ba là cái gì? Cái hôn trầm, thùy miên, hôn trầm và thùy miên. Cái thứ tư là cái tạo và hối, tạo hối. Tức là nó sẽ động vào cái hối tiếc, hối hận của mình. Và cái thứ năm là cái nghi. Thì chính một người bình thường với chúng ta thì năm cái này luôn luôn nó hiện khởi. Và chính cái hiện khởi đó mà chúng ta không có đi vào trong thiền định và không đạt ngộ giải thoát được. Cho nên ở đây thì Đức Phật không dạy chúng ta theo cái kiểu mà dứt trừ năm trường cái này để đạt được cái sơ thiền. Sau đó cái chuyện mà một người hành giả quán sát để sử dụng để dứt trừ năm trường cái. Năm trường cái là năm cái cần phải dẹp bỏ. Đối với cái người tu thiền cần phải dẹp bỏ năm cái này. Nếu còn năm cái này là sẽ không đi sâu vào thiền định và không đạt ngộ giải thoát được. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Thì cái đầu tiên ở đây á, thì Đức Phật bắt chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta là đối với năm trường cái thì cái tiền cái đầu tiên là nội tâm có ái dục. Từ trước đến giờ là chúng ta đi vào thiền rồi, cho từ quán thân rồi quán thọ rồi quán tâm, bây giờ tới quán pháp. Như vậy là chúng ta thấy vừa quán pháp của Đức Phật đụng tới cái tâm có ái dục. Thấy chưa? Ở đây chúng ta thấy chữ pháp là gần như nó tổng hợp hết mọi cái lại rồi đó. Thì nói tới pháp phải nói về tâm, nói về sắc pháp hoặc là tâm pháp. Thì là sắc pháp rồi có cái thân của mình, đúng không? Sắc pháp ngay cả cái thọ, một chút nữa thì chúng ta mới nói tới cái thọ, nó thuộc cái lạc thọ, nó thuộc về cái gì trong ấm, rồi cái hỷ nó thuộc cái gì, nó rất là nhiều. Thật ra ở đây là chúng ta thấy là mới vừa đụng vô cái quán pháp rồi Đức Phật nói tâm liền. Thì như là quán tâm, quán pháp khác nhau chỗ nào? Và tâm pháp có thể phân chia ra để quán được hay không? Đây là vấn đề mà chúng ta thấy nó bật hết những cái tứ niệm xứ mà từ trước giờ chúng ta nói không thể phân chia ra để quân quán được đâu. Thời trước thì cũng có cái tham dục. Bài trước chúng ta nói về cái tham dục mà chúng ta nói về cái phá mười gì? Mười kiết sử. Mười kiết sử là sâu à. Cái quán tâm ngày trước chúng ta nói mười kiết sử là một cái tầng bậc cao hơn là cái phá năm truyền cái này. Chúng ta nên nói như vậy. Thì mười kiết sử có là thượng tầng kiết sử, hạ tầng kiết sử rồi. Nhưng mà ở đây là đang nói truyền cái là những cái bên ngoài để chuẩn bị đi vào thiền. Thì Đức Phật trước khi muốn nói sâu, Đức Phật cũng phải dạo lại cái phần đầu trong cái cách để chúng ta thiền định. Chúng ta thấy là bây giờ từ trước quán thân, quán thọ, quán tâm rồi. Thì bây giờ tới cái chuyện quán pháp, Đức Phật dạy là nội tâm có ái dục. Ái dục là cái gì? Ví dụ như bây giờ cái thô, khi mà chúng ta thèm ăn, thèm uống, thèm ngủ, thèm nghỉ là cái thô rồi, đúng không? Rồi cho tới cái chúng ta thích hình sắc đẹp, chúng ta thích nghe âm thanh hay, chúng ta thích ngửi người thơm, chúng ta thích nếm vị ngon, chúng ta thích xúc chạm êm ái. Đó là một cái dạng dục nữa, cái dục khởi nơi tâm nữa, thì đó cũng thuộc cái dạng ái nhiễm. Thì vậy ở sắc thanh hương vị xúc mà chúng ta có một chút vừa lòng vừa ý, chúng ta tới đây là nói sâu nè, tới đây là nói tới cái đoạn sâu, chứ không còn là tham tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ trong lúc chúng ta đang thiền định rồi. Thì như vậy là còn cái phần tế là trong lúc chúng ta đang ngồi, chúng ta hướng tâm về một cái hình sắc đẹp của ai đó, hoặc là chúng ta nhớ tới một đóa hoa đẹp, chúng ta nhớ tới một cái gì mà đẹp do mắt mình thấy được. Thì như vậy là nơi tâm chúng ta hiện khởi một cái hình bóng của một đóa hoa hồng, nó thật là đẹp lung linh trước nắng ban mai hay gì đó. Thì đó là cái gì? Là ái, có ái dục phát sinh. Ở đây là chúng ta nói ái dục ở cái tầng trong sâu của thiền định, không có bàn tới ngoài xa. Một hình sắc của một người khác khoái mà mình vừa ý trong lúc này nó cũng khởi lên. Một cái gì mà trước kia chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy có một cái chút vừa ý, có một chút khả ái, có một chút chấp nhận, có một cái gì hài lòng, thì đó gọi là cái dục của ái sinh khởi nơi tâm.
Ở đây là cái tầng mà chúng ta phải thấy. Cho nên ví dụ như thường á thì mình ngồi thiền thì những cái gì, những cái hình sắc nó hiện ra đúng không? Thì những cái bóng dáng hình sắc nó hiện ra, ví dụ từ sáng giờ mình đi trên đường mình thấy xe cộ, thấy nhà cửa, thấy vườn rừng, thấy tất cả mọi cái, thấy tất cả những hình sắc. Thì bây giờ khi mà chúng ta ngồi lại thì tất cả những hình sắc đó nó hiện ra. Và nó hiện ra thì nó hiện ra. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trên đường đi nãy mình có một cái gì mình thích à, thì cái hình sắc nó lại hiện rõ hơn. Và tới bây giờ khi hiện cái đó lên thì chúng ta sinh cái tâm gì? Thích thú, tức là chúng ta rồi chúng ta còn lưu trữ cái đó lại, chúng ta còn muốn cái đó nó sẽ còn tồn tại hoài với mình. Thì đó là một cái dạng dục ái. Chứ không phải là dục ái là dục nam nữ nữa, đó là nó thô, chúng ta không bèn vô đây. Ở đây là đang trong cái lúc thiền định công phu. Thì thỉnh thoảng tất cả những cái hình sắc nó hiện ra. Tất cả những hình sắc hiện ra trong lúc mà chúng ta đang thiền định. Thì những hình sắc mà chúng ta chấp nhận chút xíu, có sự chấp nhận, một chút xíu chấp nhận dù là hình sắc nào, thì đó được xem là dục ái sinh khởi. Chúng ta phải thấy điều này nha. Thì vậy là mình ngồi cái ánh sáng hiện ra, đúng không? Mình ngồi cái hình Phật hiện ra, mình ngồi cảnh chùa hiện ra, mình ngồi tất cả những cái gì mà bây giờ mình không phải là cái người nhiễm dục nữa, nhưng mà cái ái trước sinh dục vọng và ái trước với một cái hình sắc nào đó, một cái cảnh giới nào đó, một cảnh của nội tâm hay là gì đó thì được gọi là ái dục sinh khởi. Chúng ta nên hiểu trung sâu trong công phu là như vậy. Thì cái này là bắt đầu không phải đơn giản mà chúng ta thấy được. Tại vì có những cái ý niệm sinh khởi á, chúng ta không đủ cái trí để có thể minh định nó là chúng ta đang rớt vào cái dạng dục hay chưa nữa. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình ngồi cái tự nhiên cái mình nghe nó yên, cái mình thích cái yên này. Thì cái gì? Dục ái sinh khởi. Nên mình thích cái yên có nghĩa là một cái dạng dục ái sinh khởi chứ gì nữa. Chứ không phải là mình muốn cái chuyện gì đó ở bên ngoài, xa rồi, đó là xa rồi. Thật ra là chúng ta càng đi sâu vào công phu thì chúng ta càng phát hiện là cái dục của mình nó không phải là cái dục thô, cái dục nam nữ rồi ngũ dục bên ngoài nó thô rồi. Đây chúng ta đang nói càng lúc chúng ta càng đi sâu vào thiền định. Thì bây giờ chúng ta ngồi chúng ta được yên và chúng ta chấp nhận, chúng ta thích thú trong cái yên này, gọi là dục ái sinh khởi. Như vậy là hết cái thời thiền này thì mình thấy là coi như mình có một kết quả. Nguyên một cái tiếng đồng hồ mình đang ở trong cái yên và mình muốn lặp lại cái yên lần thứ hai, đúng không? Thì như vậy là dục sinh khởi. Chúng ta ái nhiễm cái cảnh yên lặng cũng là một cái dạng dục ái. Chúng ta phải thấy được điều này. Do đó khi mà một người hành giả mà tọa thiền đạt tới cái mức độ mà cái tâm lóng lặng thì ở đây Đức Phật chỉ thuần dạy chúng ta là gì? Là tuệ trì. Chứ không có được quyền dính nhiễm, dù nó là cái sự thanh tịnh, dù nó là sự an lạc, dù nó là sự nhẹ nhàng cái gì đó, thì Đức Phật nói là khi có ái dục sinh khởi thì sao? Chỉ tuệ trì thôi. Đơn thuần là chúng ta tuệ trì. Giống như chúng ta đi trên đường mà thấy một gì, một cọng cỏ trên đường chúng ta đang đi, rất là bình thường. Thì giờ hàng ngàn cọng cỏ trên lối đi đều được chúng ta thấy một cách rất là bình thường, thì chúng ta không để ý gì, tự nhiên có đó hoa hiện ra cái mình, ồ sao hoa này đẹp quá, ví dụ vậy. Thì bắt đầu mình dính nhiễm, gọi là dục ái sinh khởi trong đó. Thì hằng hà tất cả những cái tâm thức nó hiện khởi một cách tương tục trong quá trình chúng ta ngồi, thì tất cả những cái niệm quá khứ nó trào dâng về. Thì cái nào tuệ tri rõ ràng cái đó, nhưng mà bỗng dưng có một cái kỷ niệm sâu sắc nhất, cái chúng ta giật mình lại, cái tâm chúng ta nó dao động, chúng ta sẽ dừng lại ở những lăn quanh cái ý niệm mà nó thuộc cái dạng kỷ niệm sâu đậm ở trong đời của mình. Đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc gì của mình đã gặp gỡ hồi cái thuở nào đó, bắt đầu nó sẽ lanh quanh lẫn quẩn ở đây. Và chúng ta càng dính nhiễm sâu trong những cái chuyện này. Nhưng nếu như bây giờ hiện tất cả những cái kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình thì nó cũng trôi như những ý niệm bình thường, thì chúng ta sẽ không còn bị dính nhiễm trong
cái kỷ niệm cũ nữa thì được gọi là dục ái không sinh khởi. Đương nhiên kỷ niệm vui nó vẫn xảy ra, kỷ niệm buồn nó vẫn xảy ra, nhưng mà mình dính trong kỷ niệm vui hoặc là mình dính trong kỷ niệm buồn nó mới thành dục. Ở đây còn kỷ niệm buồn, kỷ niệm vui nó vẫn trào dâng, nó vẫn trào dâng thì mình vẫn gì? Mình vẫn tuệ tri, mình vẫn tuệ tri. Ở đây Đức Phật đang nói về tâm có dục. Chúng ta phải thấy sâu tới điều này. Thì vậy là mọi cái hiện tướng sinh khởi ở nơi tâm của mình theo cái chiều thuận hoặc là theo cái chiều nghịch thì vẫn tuệ tri một cách tường tận, không được quyền có bất kỳ một ý kiến nào, đúng không? Chỉ là tuệ tri như từ đầu Đức Phật dạy. Chúng ta phải thấy một cách sâu sắc điều này và thấy cái người tại ti là cái người không có tác động tới ý niệm. Ý niệm sinh khởi là ý niệm sinh khởi, mình đang rõ biết là mình đang rõ biết. Cái người rõ biết và ý niệm sinh khởi không có chạm nhau. Dù là một sát na cũng không được quyền chạm tới. Thì cái rõ biết là một cái gì đó nó đang rất là sáng, còn cái ý niệm nó giống như là mình đang mở cửa nhà của mình ở đây, có người đi ngang, rồi cái người đi lại, rồi tiếp có người đi ngang, họ đi từng bước, họ bước, rồi đi hơi nhanh, rồi đi hơi chậm, nhiều người đi hay ít người đi, thưa thớt người hay là dày đặc người, vân vân, tất cả đều được chúng ta thấy biết bằng cái thấy biết rõ ràng như vậy. Mà họ có dừng lại, rồi không có nắm tay ai lôi đứng lại, không có gìn giữ người đó lại, không có xua đuổi người nào hết, không có chê mắng người nào hết. Tất cả những cái đó nó như là một sự rõ biết ở trong nhà kính. Chúng ta ở trong nhà kính thấy người ta đi ngoài. Hoặc là có một chỗ ví dụ giống như chúng ta đi đứng trên cầu mà thấy ghe thuyền nó trôi dưới dòng sông, chúng ta không có tác động gì tới nó hết, thì đó được xem như là sự tuệ tri. Tuy nhiên vậy những ý niệm mà sinh khởi á, mà chúng ta dính trong những cái cảnh hiện ra trong tâm trong lúc chúng ta tọa thiền được gọi là ái dục, chúng ta nên hiểu như vậy. Thì tất cả những ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai nó hiện ra, nếu như mình dính ở bất kỳ ý niệm nào thì đó được xem như là dục. Đó là cái thứ nhất về mặt thô, đúng không? Về mặt tế thì tất cả những cảnh giới của tâm hiện ra, hồi nãy là ý niệm, bây giờ nó hết ý niệm nó sẽ xảy ra cảnh giới. Thì cái cảnh giới yên ổn, an lạc, thanh tịnh mà chúng ta chấp giữ thì ái dục sinh ra. Chúng ta phải hiểu từ ái dục sâu tới vậy. Như vậy là càng yên lặng mà chúng ta sinh cái thích thú thì là dục ái sẽ sinh ra. Nhưng mà yên lặng là yên lặng, mình vẫn tiếp tục tuệ tri nó thì dục ái không sinh ra. Chúng ta nên thấy điều này. Thế ra là dù là chúng ta có ở trong cái yên lặng thanh tịnh thì chúng ta cũng đang tuệ tri cái sự yên lặng thanh tịnh hiện hữu. Thì cái hiện hữu cái yên lặng thanh tịnh nó giống như sự hiện hữu của ý niệm. Hiện hữu của từng ý niệm và khoảng trống của hai ý niệm chúng ta cũng vẫn thấy rõ ràng. Chúng ta không có dính được cái khoảng trống, cũng không dính được cái hiện hữu của ý niệm, cho tới khi ý niệm mà lặng dứt, chúng ta hiện nguyên một cái khoảng mênh mông trống rỗng yên ổn thanh tịnh kia, thì nó cũng đang được chúng ta tuệ tri một cách bình thường, như là chúng ta đang tuệ tri một chót lá giữa trời không vậy. Không còn nào quan trọng hơn nào. Quan trọng là ái dục sinh. Để gì? Để chúng ta thoát những cảnh giới trong lúc công phu. Tới đây Đức Phật biết chúng ta là đã sâu rồi, nghe chưa? Nếu mà lơ tơ mơ là chúng ta bị dính cảnh, mà một cách dính cảnh rất là âm thầm, nhất là chúng ta bị dính trong những cảnh yên. Thật ra mọi người tu thiền không được quyền sinh ái nhiễm trong tất cả những cảnh giới tự tâm hiện khởi trong lúc công phu. Mà nhà thiền nói một câu nghe hơi bị mạnh tay một chút là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, là câu hơi mạnh tay của nhà thiền. Nhưng mà Đức Phật thì rất là nhẹ nhàng, êm ái, phải không? Rất là trí tuệ, là tuệ tri thôi. Thì vậy là Phật hiện ra, quỷ hiện ra, cái gì hiện ra cũng chỉ là tuệ tri thôi. Chúng ta nên nhớ rất rõ điều này để đi vào thiền không bị lầm lạc. Thì tất cả những cảnh giới hiện ra trong tự tâm, cái kiểu gì đi nữa thì mình cũng là người tuệ tri thôi. Thì chúng ta mới đi sâu được. Cho tới mà cái phần đi sau, tới mà cái phần trạch pháp rồi phần xả rồi đó, thì chúng ta mới nói sâu. Tại sao mà người ta càng lúc càng đi sâu vô định, nhưng mà người có người định có một chút họ dừng, là vì sao? Họ ái dục với cái định này. Thì chúng ta giữ lại ở ngang cái tầng định này, chúng ta không có qua được
mà tới trạch pháp giác chi là phải xả giác chi, tức là định rồi mới xả. Ý là xả định thì mới đi dò cái tầng định kế tiếp. Thì những cái đó sau này chúng ta sẽ nói, đến cái phần sau chúng ta sẽ nói những cái điều này. Như vậy là chúng ta phải, ở đây chúng ta phải ý thức rất rõ ràng là còn chấp nhận một điều gì nơi tâm thì còn sinh ái dục. Chúng ta phải thấy cái này rất sâu, để khi chúng ta đi sâu vào thiền định á, thì thấy mình dừng lại ở đâu đó, có nghĩa là mình đang sinh khởi ái dục. Chúng ta nên biết mình nên nhận diện ái dục này. Chứ nếu mình không nhận diện ái dục này là khó có thể vượt qua những cảnh giới tự tâm và không có thể đi sâu vào thiền định được. Đây là chỗ mà người hành giả cần phải thấy. Bất kể cái gì mà chúng ta còn thấy biết được nó thì đương nhiên là chúng ta phải thấy biết. Mà cái mà chúng ta đang thấy, đang biết thì cái đó không phải là mình, đó là cái mà chúng tôi hay nói hoài. Nhưng bây giờ tất cả những cái chúng ta biết, dù thô hay là tế, dù là an lạc hay là đau khổ, dù cảnh giới thanh tịnh hoặc là những cảnh giới thiền định, cũng đang được chúng ta tuệ tri mà thôi. Chúng ta không có sinh khởi bất kỳ cái gì, không có ý trụ chấp bất kỳ cái gì, không có chấp nhận hoặc là xả ly bất kỳ cái gì nữa. Chỉ là tuệ tri chứ không có nói chuyện lấy và bỏ, không có chuyện thủ và xả ở đây. Thủ xả cũng là một cái mặt khác của ái dục. Tại sao chúng ta phải giữ? Vì ái dễ hiểu rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải xả? Vì nó mất đi cái yên ổn của mình. Mình muốn ái cái yên ổn cho nên mình xả cái bất ổn, đúng không? Cũng là một mặt khác của ái dục. Mình muốn được cái gì đó cho nên mình xả bỏ cái này, thì nó cũng là bề trái của ái dục. Thành ra Đức Phật không có muốn cho chúng ta sinh khởi cái ái dục trong lúc công phu, mà chúng ta chỉ là tuệ tri. Nhớ là chúng ta chỉ là tuệ tri thôi. Như vậy là thân cho tới tâm, thân cho tới thọ, cho tới tâm, cả ba anh này hiện khởi như thế nào thì tuệ tri như thế đó. Tới lúc này là tuệ tri như vậy. Như vậy là cái tuệ tri này nó đang hiện hữu ở đây, để nó hay biết rõ ràng là cái thân chúng ta đang trong cái tình trạng là bế tắc thì khó chịu. Nhưng mà trong tình trạng rỗng rồi, trong tình trạng cái thân chúng ta đang thông và chúng ta sanh cái lạc thọ, và tâm chúng ta rỗng lặng, đó, ba hàng này nó sinh khởi rồi. Thì vậy là lúc đó chúng ta làm sao? Chúng ta đang quán pháp, có nghĩa là đang hiện hữu ba cái thằng này. Chúng ta đang quán pháp, chúng ta là, có nghĩa là chúng ta đang thấy cái sự hiện khởi của thân rỗng. Cái khoảng này là cái khoảng cái thân nó đông thông. Rồi cái gì nữa? Cái thọ nó đang nhẹ nhàng, đúng không? Gọi là lạc thọ. Và cái tâm đang rỗng rặng, thưa thớt hoặc là yên ổn, thanh tịnh. Thì ba thằng này được xem như là ta quán pháp. Như vậy cái quán pháp có nghĩa là tất cả các cái gì, cái hiện hữu ở mặt hữu hình và vô hình, mặt hữu tướng và vô tướng, từ thân thọ tâm, thì tất cả những cái đó được xem là pháp. Thì cái từ pháp này nó sẽ bao hàm ba cái thằng kia, chứ pháp nó không phải là thằng riêng. Cho nên có nhiều chỗ ví dụ từ quán pháp là quán riêng, quán thân quán riêng, lấy cái đầu quán riêng, sao riêng được quán. Không riêng được, cái đã nói là cái pháp thì không thể riêng với cái thân vậy. Thân nó là pháp, với cái thọ cũng là pháp, mà cái tâm nó cũng là pháp. Vậy anh quán pháp có nghĩa là anh quán ba anh kia, đúng không? Mà anh quán anh kia có nghĩa là anh đang quán pháp. Anh không có chạy đường nào mà thoát khỏi thân thọ tâm pháp. Anh không có bao giờ anh xé được miếng ra, rồi xé miếng là sai lầm. Thì ra đây là cái cách để chúng ta mới thấy rõ ràng Đức Phật đang tổng hợp để cho chúng ta thấy rõ ràng là thân thọ tâm pháp không thể nào tách rời. Và như vậy là khi nội tâm, ở đây Đức Phật nói nè, đụng tới tâm ngay câu nói đầu tiên, thì có nghĩa là tâm này là pháp rồi. Được, chúng ta thấy được gọi là quán pháp. Chữ tâm ở đây mà được thành quán pháp có nghĩa là thân thọ tâm pháp đâu có khác nhau cái gì. Vì vậy mà Đức Phật nói là khi nội tâm, có nghĩa là nội lòng của mình, sinh khởi một ý hướng, hướng về một cái điều gì đó, thì lúc đó được xem là ái dục sinh. Trở lại thêm một vấn đề nữa, đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang hướng về quá khứ là gì? Những cái chuyện mà chúng ta thích hoặc là không thích, thì thích nó cũng là một cái dạng ái dục, mà không thích nó cũng là một cái dạng ái dục nữa. Thì như vậy là nếu lúc này hành giả còn hướng tâm về quá khứ thì sao? Cũng là dục sinh khởi. Nếu lúc này hành giả hướng tâm về tương lai cũng là
dục sinh khởi. Nhưng mà hướng tâm về quá khứ thì cũng sao? Cũng là tuệ tri dục nội tâm sinh khởi. Hướng về tương lai cũng đang tuệ tri dục đang sinh khởi. Chúng ta phải rõ ràng điều này không được quyền lầm lẫn, và chỉ là tuệ tri. Đức Phật không nói thêm cái gì, đúng không? Tâm có ái dục, tuệ tri tâm có ái dục, hay nội tâm không có ái dục thì tuệ tri nội tâm không có ái dục. Cái lúc mà chúng ta đang ở trong trạng thái không sinh khởi ý niệm gì thì có phải là nội tâm không ái dục chăng? Câu hỏi được đặt ra, có không? Bây giờ mình hoàn toàn không có ý niệm gì hết, mình đang ở trong cái sự yên định đó, thì như vậy là nội tâm có sinh ái dục không? Nãy giờ nói rồi, anh chấp nhận cái cảnh yên có nghĩa là anh sinh ái dục. Với cái cảnh yên này, anh đang có dục, anh đang muốn ở trong cảnh yên này. Anh đang muốn yên có nghĩa là dục sinh khởi. Mà ít có ai thấy được điều này, và không thấy được điều này là không có thoát đâu. Chúng ta muốn trụ ở trong cái yên có nghĩa là đang theo dục, đúng không? Chúng ta đang theo cái dục, tức là đang theo cái sự ham muốn của mình, sự ái trước trong cái cảnh yên, gọi là tham ái. Thì như vậy là nội tâm không có ái dục có nghĩa là gì? Không có bàn tới cái chuyện khởi niệm mến cảnh đẹp nữa, dẹp nó qua rồi, đó tầng ngoài rồi, bây giờ đi sâu vào tầng trong. Như vậy là khi mà tất cả những ý niệm loạn động gần như sạch, không nhớ quá khứ, không nhớ vị lai nữa, tâm rất là yên ổn, rất là thanh tịnh, rất là an lạc, thì lúc này được xem là lạc thọ xảy ra, đúng không? Lạc thọ xảy ra ở đâu? Trong cảnh giới tâm yên tịnh. Tâm yên tịnh tự nhiên sanh cái lạc thọ, mà đã sanh cái lạc thọ thì sao? Là dục đã sanh. Tới đây mới thấy cái thọ mà được quán một cách sâu sắc. Tuy nhiên là cái cảnh giới yên ổn, thanh tịnh, an lạc nó sẽ đi theo một lượt. Nhưng mà ở đây chúng ta còn cảm nhận cái lạc thọ thì sẽ sanh lạc thú. Lạc thọ nó nhẹ hơn cái lạc thú nhiều, nhưng mà cái thú là cái niềm vui sinh cái hỷ lạc sau khi chúng ta yên tịnh, thì nó vướng vào một cái chuyện khác nữa. Nó sâu đến mức độ là khi tâm yên tịnh thì cái từ được gọi là an lạc. Đừng có nghĩ là sự an lạc là nó sinh khởi bằng ý niệm. Ý niệm vui của mình là khác. Còn cái lạc nó trong cái sự khinh an, cái niềm vui mà nó nhẹ nhàng trong cái khinh an, nó là một cái lạc khác nữa. Thì cái vậy là cái lạc là gì? Là nó thông qua cái xúc. Cái xúc không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa, mà là ý đang xúc. Ý đang xúc có nghĩa là chúng ta đang gặp cái cảnh giới định, là ý xúc định. Phải dùng cái từ như thế đó, ý xúc cảnh giới yên lặng. Thế vậy là trong lúc mà ý đang xúc cảnh giới yên lặng này mà sinh khởi cái sự an lạc, có nghĩa là gì? Ái dục, ái nhiễm sinh. Thì không có sâu trong thiền định là mấy cái này chịu chết. Chúng ta không công phu mấy này chịu chết, và rõ ràng mình đang bị gạt. Nếu mình cứ gạt mình mãi thôi, rõ ràng là tôi ngồi thiền tôi định, mà tôi định thì lấy gì tôi dính? Định dính không? Dính định. Dính định có nghĩa là lạc thọ sinh khởi, là ái dục đã sinh khởi. Chúng ta phải thấy tới cái chỗ sâu này để khi chúng ta tới này mình mới phá được. Thì như vậy là trong lúc mà nội tâm không sinh ái dục có nghĩa là lúc nào? Đang ở trong định hoàn toàn, tâm rỗng lặng hoàn toàn, nhưng không sinh lạc thọ. Lạc thọ là một cảm nhận an lạc, thích thú, nhẹ nhàng ở trong mình, cảm giác mình. Tự nhiên hồi nãy giờ mình khó chịu rồi, bây giờ mình nhẹ nhàng nè, giờ mình thích. Có một cái cảm khái, nó có cái sự an lạc, nó có một cái gì đó, nó chấp nhận. Nó lân lân, đó cảnh giới lạc thọ, lân lân trong cảnh giới không, đó là cảnh giới lạc thọ.
Chúng ta nên thấy rồi này, một cái niềm lân lân không phải là nên tâm hồn, mà rần rần cả thân xác từng tế bào chúng ta đang lân vậy được gọi là lạc thọ xảy ra. Mà đây là cảnh giới của sơ thiền nữa. Thì khi mình nói tới cảnh giới sơ thiền sẽ nói nhiều tới cái chuyện này. Như vậy là nội tâm khi xảy ra cảnh giới nhẹ nhàng của thân, đúng không? Cảnh giới rỗng lặng yên tịnh của tâm và cảnh giới an lạc của thọ, cả ba điều này phải xảy ra chứ không thể không xảy ra trong tâm hành giả khi đã dụng công ở mười chiều sâu của thiền định rồi. Thì người hành giả sẽ không sinh khởi sự ái trước của cảnh giới đang hiện có, gọi là trong nội tâm không có ái dục. Thì đương nhiên là nó an lạc xảy ra thì mày an lạc, tao thấy mày an lạc. Thấy an lạc cũng như thấy gì? Thấy một con muỗi bay giữa trời không, thấy con gì bay giữa trời không. Chứ an lạc này không thành sự việc trầm trọng cho mình là tôi được định rồi nha. Thấy chưa? Mình chỉ cần chút xíu rồi mình rớt, rớt kiếm ngay tại chỗ. Chỉ cần cái nếu mình ơi tôi được định rồi đó, tôi an lạc rồi đó, tôi thanh tịnh rồi đó, tôi trúng chỗ rồi đó. Ví dụ vậy, mò mẫm vô đây quá trời nhiều ngày, bây giờ được yên cái là mình thấy mình được là đã nhiễm dục cho nên rớt ra ngoài liền tại chỗ, không có ai mà cứu mình kịp cái này hết trơn á. Cái này khi mà chúng ta có kinh nghiệm công phu mới thấy rõ ràng là Phật cứu không kịp mình. Chỗ này là Phật hết cứu, chỉ cần một tác niệm rớt ọt ra ngoài. Đương nhiên là khi mà chúng ta tuệ tri mà chúng ta không sanh dục nhiễm của cái sự thanh tịnh là chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn trong thiền định nữa. Nhưng mà ở đây mình lại không đủ cái gì, cái hiểu biết. Phải nói như vậy, tức là tri kiến về Phật đạo, tri kiến ở trong công phu, chúng ta chưa có đủ cái tầm để có thể thấy biết những cái điều này quá tinh tế đi. Hoặc là chúng ta chưa có kinh nghiệm trong công phu thiền định. Mà như vậy là bắt đầu qua ngày hôm sau mình muốn trở lại để mình đừng có khởi niệm nhưng mà mình chết. Muốn trở lại là mình đã chết rồi. Nhưng mình muốn lặp lại cái trạng thái đó nữa để mình đừng có bị cái lỗi lầm này, đúng không? Thì đó cũng là một cái ái dục mới. Mình thích nó rồi, mình thích nó rồi cho nên muốn nó trở lại, có nghĩa là một trạng thái ái nhiễm nặng nề. Vì vậy đương nhiên là mình đang hướng tâm tới cái sự an lạc thanh tịnh. Nhưng mà khi an lạc thanh tịnh xảy ra, đó là cái công phu đã được thành tựu cho nên dễ bị dính mắc. Đó là cái chuyện thường của thế gian. Mình theo đuổi một cái gì đó mà có kết quả rồi thì cái đó khó mà thoát khỏi tay mình, phải không? Dứt khoát là phải bám, dứt khoát là phải trụ. Thì đó là một cái dạng dục ái sinh ra trong lúc đang công phu. Ở đây Đức Phật nói rất rõ là nội tâm của mình sinh khởi, nghe chưa? Ở đây nói chuyện nội tâm, không có nói chuyện dư ở ngoài nữa rồi. Thì vậy là nội tâm không sinh ái dục. Thì như vậy là chúng ta tuệ tri nội tâm không sinh ái dục, có nghĩa là lúc này đang rớt vào cái trạng thái yên ổn, thanh tịnh tuyệt đối rồi. Và yên ổn là yên ổn, yên ổn cũng bị tôi thấy giống như tôi nhìn cọng cỏ đang phất phơ trước gió. Vậy thôi. Chứ cái yên ổn này không phải là chỗ trụ, không phải là chỗ bám, không phải là chỗ chấp, không phải là chỗ thích thú của chính mình. Đó không phải là mảnh đất sống. Đương nhiên là mảnh đất trống đó nó hiện ra, nhưng mảnh đất trống đang được mình tuệ tri. Chúng ta phải rất rõ ràng những cái điều này, chứ nếu không là rất là nguy hiểm. Nội tâm không có ái dục, và với ái dục chưa sinh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Đó, một là nội tâm không có ái dục. Thứ hai là khi, tại đây là càng nói chúng ta mới thành thấy cái sau. Tức là chúng ta đang ở trong thiền định, và định sâu rồi á, chúng ta mới thấy rằng là cái chỗ sâu trong định này thì chưa sinh khởi ái dục. Cái hay là chúng ta phải thấy tới cái chỗ không sinh khởi ái dục nữa mới ghê. Mà cái trí này á, thì gây gớm nó không có nói được. Ở một cái độ định sâu, thật là sâu ở trong định đó, thì chúng ta vừa thấy sự yên ổn, thanh tịnh của tự tâm, chỗ rỗng lặng, không có bất kỳ một cái niệm quá khứ hiện tại vị lai nào. Cái chỗ đó ái dục chưa sinh khởi chúng ta thấy. Và nếu như đủ cái độ sâu để thấy cái vừa sinh khởi của ái dục mới là cái chuyện kinh khủng. Tức là trí tuệ này thì giống như trước mình nói là cái chỗ sinh khởi, cái chỗ sinh tử mới bắt đầu chớm khởi của cái sinh tử trong thế gian á.
Vì vậy là chỗ mới vừa động niệm đầu tiên mà chỗ này Ngô Thừa Ân không nói được, thành ra mới nói chuyện con khỉ nó sinh chỗ nào, đúng không? Con khỉ sinh tào lao ở trong chuyện đề thiên. Vì vậy là hành giả không có đủ cái tuệ nhãn của chánh pháp thì không bao giờ thấy được ở cái chỗ là gì? Ái dục chưa sanh khởi đâu. Cái chỗ ái dục chưa sanh khởi nó thanh tịnh còn hơn là cái định chúng ta đang thấy. Ghê vậy. Hai cái này thấy vậy chứ mà nó giống như nhau, mà nó có một cái gì đó, nó không có phải là cái cảnh yên ổn thanh tịnh nữa. Cái sự trong lặng mà chuẩn bị gợn dục á, nó sâu ở trong tâm của mình là một cái gì đó, nó phải đòi hỏi một cái trí tuệ Phật đạo rất là sâu. Đây là phải nói tới thiền định sâu, không có nói chuyện bình thường nữa rồi. Thì vậy là người đó đủ cái trí tuệ, ghê gớm không? Đủ cái trí tuệ để thấy rằng là ái dục chưa sinh khởi luôn nha. Còn sinh khởi là nói gì nữa? Thằng cái ổ của mày chưa sinh khởi, ta cũng thấy này mới thấy tận ổ nè, thấy tận nguồn nè. Ra đến hồi quán pháp mà chúng ta thấy là cái chuyện gì đó rồi, chứ không phải là chuyện đơn giản nữa, phải không? Đi sâu vào thiền định chứ không nói chuyện bình thường. Thì vậy là hành giả khi mà đi sâu vào trong thiền định, ở sâu trong đại định của mình để thấy là cái nguồn vô tận, đương nhiên là chưa có sạch hết những cái gì, cái cù cặn nghiệp tập, chưa sạch hết lậu hoặc, nhưng mà thấy được mày nằm ở đâu mà mày không sinh khởi, là trí tuệ kinh khủng lắm. Nhìn thấy nguyên một cái ổ của mày nằm, không có bóc lên thôi. nó thấy được là ái dục không sinh khởi, chứ không phải là hết ái dục. Chưa chứng lộ tận thì chưa hết ái dục. Nhưng mà nghĩ người ta đã thấy được tới chỗ này. Nhưng mà nhập càng sâu vào trong định á, cho tới khi mà chúng ta vượt qua cái tầng của thức ấm rồi, thì lúc đó là một cái sáng rực để có thể thấy. Thấy một lần là sạch hết tất cả những cù cặn nghiệp tập, cho tới một cái thằng cuối cùng ở trong lậu hoặc sinh tử nó tự tan biệt. Là lúc đó mình thấy nha. Nhưng mà tưởng tượng như bây giờ là nổ một cái núi, thì chúng ta nghiền nát hết tất cả những hạt bụi của nguyên một cái núi ghê gớm đó, nhưng mà cái hạt bụi nghiền cuối cùng chúng ta cũng thấy mày bị tan trong cái sự nghiến của mình. Tức là một ý niệm cuối cùng của sinh tử phải được thấy. Ý niệm cuối cùng phải được thấy, và ý niệm sinh khởi trở lại phải được thấy ý niệm ban đầu và thấy ý niệm kết thúc. Cái này là cái ghê gớm, gọi là dứt trừ cù cặn nghiệp tập sinh tử, vi tế ngã chấp pháp chấp. Cái sinh khởi ban đầu, sinh khởi ban đầu để chấp ngã, và cái kết thúc của cái ngã chấp, người tu thiền phải thấy cho tận cùng của nó, thì lúc đó mới gọi là thấy được lậu hoặc, hết được lậu hoặc sinh tử. Thì ở đây chỉ thấy là cái dục không sinh khởi thôi nha. Ở đây là ngang cái tầng đó chưa nói. Cho nên đến mà bàn tới cái phá tận cùng của vô minh kỳ rồi, mình nói lướt thôi, mình chưa có nói sâu vào cái chuyện để chứng đắc thánh quả, là một cái loại trí, thánh trí bắt đầu phát sinh mới thấy được cái chỗ kết thúc cuối cùng của sinh tử. Thấy rõ ràng cái sự kết thúc nha, không thấy là không đúng. Như vậy là ở đây Đức Phật chỉ dạy chúng ta là với ái dục không có ái dục, chúng ta thấy không ái dục. Với ái dục chưa sinh khởi, vị ấy tuệ trí như vậy. Với ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Đức Phật dạy quá kỹ trong những cái chuyện này. Nếu như chúng ta không đủ trí tuệ để thấy một ý niệm sinh khởi như thế nào và nó diệt như thế nào, thì chúng ta chưa có một mắt tuệ đâu. Mình nói dốc nhiều hơn là nói thiệt. Ai có một lần trong cuộc đời của mình thấy một ý niệm sinh khởi và một ý niệm diệt đi thì mới nói tới cái chuyện tu tập. Ai thấy được đưa tay lên. Đừng có nói thiền định gì, tôi mệt lắm. Một ý niệm thôi, một ý niệm thôi. Ở đây là một ý niệm ái sinh khởi và thấy rõ ý niệm nó diệt đi như thế nào, nó sinh như thế nào và nó diệt như thế nào, là chúng ta thấy giống như một người đang xuất hiện ngay cửa của mình, và họ đi đâu chúng ta thấy, và họ biến mất chúng ta thấy. Từ không nó hiện thành có như thế nào, từ khó thành không như thế nào, một người có trí tuệ phải thấy cho được. Nếu không thấy được không có nói chuyện công phu đâu. Thật ra thấy như vậy mới được gọi là biết vọng. Còn không có thấy đầu đuôi của một vọng niệm thì chưa phải là người biết vọng, là người nói dốc. Đừng nói là theo không theo.
ai mấy ai thấy được một vọng niệm nói tôi nghe thì đó mới là nói thiệt á. Mà rõ ràng là ở đây Đức Phật dạy là mọi người đã thấy một ý niệm sinh khởi, phải không? Và ý niệm diệt đi nên tuệ tri một cách rõ ràng. Thì có nghĩa là từ đầu, từ cái chỗ yên ổn, rỗng lặng, thanh tịnh, cái chỗ dục chưa khởi kia, cho tới bắt đầu cái dục nó manh nha móng khởi từ đầu, nó chưa thành hình. Nó chưa thành hình, nó chỉ là cái gợn nhẹ trong tâm thức, nó gợn nhẹ tâm thức, nó gợn mạnh trong tâm thức, nó gợn mạnh trong tâm thức, nó gợn mạnh chút nữa nó thành hình một ý niệm. Và ý niệm đó nó trụ trong một cái khoảng sát na nào đó, bắt đầu nó yếu dần, nó yếu dần, nó yếu dần, nó yếu dần, tới khi nó tan biến. Nếu chúng ta không thấy hết được cái này thì không phải là người biết vọng đâu. Có nói là nói chơi gạt người ta. Tới đây mới được gọi là biết vọng. Thì như vậy là dục sanh khởi như thế nào? Chúng ta tuệ tri sự sanh khởi, có nghĩa là đoạn đầu sinh ra. Giống như bây giờ, cái đoạn mà từ hồi mình bắt đầu nhập thai cho tới cái đoạn mà hình thành đứng đắn tuổi tác của mình là tới 30 tuổi. Thấy chưa? Từ 30 tuổi theo cái đoạn suy thoái của cơ thể dần dần cho tới yếu, cho tới khi 60 tuổi mình chết. Ví dụ như mình chia làm hai đoạn. Thì cái đoạn sinh khởi tức là thành, rồi trụ, rồi nó mới hoại, nó mới không. Tức là bốn mặt của một vấn đề phải được chúng ta thấy rõ một cách tường tận. Đó thì vậy là cái này nó giống như cái gì? Ở trước Đức Phật dạy cái gì? Thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của nó. Tới đây mình mới dám nói ở trước chưa? Tại trước thô chưa muốn bàn. Do đây đã vô sâu trong nội tâm rồi. Thì khi mà một người đi sâu vào nội tâm thì đủ trí tuệ để thấy được một ý niệm sinh ra như thế nào. Trước khi mà sinh, như hồi nãy Đức Phật nói dạy rất rõ ràng đúng không? Đức Phật dạy là dục ái chưa sinh thì sao? Tuệ tri dục ái chưa sinh khởi. Nhưng khi dục ái sinh khởi thì tuệ tri dục ái sinh khởi, và dục ái nay đã diệt tận như thế nào thì chúng ta tuệ tri như thế đó. Phải nói đây là một loại trí tuệ. Với cái chiều sâu của thiền định mới thấy hết được một ý niệm sinh khởi và diệt tận như thế nào. Chúng ta phải nói rõ ràng nha, sinh khởi và diệt tận như thế nào là chúng ta thấy từ đầu cho tới cuối. Bắt đầu từ cái chỗ không, nó bắt đầu nó gợn rồi bắt đầu có tiếp. Chúng ta mới thấy rõ ràng là cái dòng tâm khởi của mình liên tục thành một cái dòng toàn. Và sau cái dòng toàn này chúng ta tưởng tượng cái dòng xoáy của cái cuộc gà mà chúng ta hay xài học quẹt ra đó. Chúng ta thấy cuộc gà nó kéo ra thì nó giãn ra, nhưng mà chúng ta thấy khoanh 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 mà kết nối, chứ không phải khoanh khoanh mà riêng. Riêng như là từng điểm, từng cái sát na nhỏ nhiệm động đậy ở nơi tâm thức mà chúng ta đủ trí để có thể thấy thì tuyệt diệu vô cùng luôn. Nếu như mình thấy mình buồn, mình thương, mình giận, ghét, mình thô ngoài trời á, mình tưởng tượng như mình thấy một ý niệm buồn sinh ra nơi tâm thôi thì tương đương với chúng ta đang thấy cái núi vậy á, là quá thô rồi đúng không? Còn bây giờ một cái manh nha móng khởi, vừa cái chỗ mà không sinh khởi mày bắt đầu manh nha là chưa có gì hết, nó mới là cái động đậy, thì bằng một phần tỷ của hạt bụi chúng ta đang thấy ở đây. Kinh khủng vậy. Thì trí này phải là trí gì chứ trí phàm không thấy nổi đâu. Còn nói chuyện là nói dốc ở bên ngoài thô thiển chơi thôi, đi sống vào thiền định chúng ta mới cảm nhận được. Quý vị thấy một cái gọi là cái năng lực sinh học của vũ trụ nó rung động bên ngoài, thấy vậy nó thô gấp một tỷ lần cái năng lượng bắt đầu sinh khởi nơi tự tâm. Nó nhỏ nhiệm, nó nhỏ nhiệm, nó sâu lắng một cách lạ thường. Bây giờ mình tưởng tượng một cái gợn nhẹ trong một ly nước giữa cái nhà kính này so với cái gợn sóng ở ngoài biển thì quá không thể so sánh được rồi đúng không? Những cái kiểu của mình đang thấy buồn thương giận ghét giống như sóng ba đào giữa biển khơi. Nhưng ở đây một người hết sức là trầm lắng yên tĩnh ngồi trong một căn nhà kính để một ly nước trước mặt mà thấy những cái gợn, những cái gợn đó còn lớn hơn một tỷ lần so với những ý niệm chuẩn bị sinh khởi ở nơi tâm thức của mình. Thấy được vậy mới được gọi là thấy đầu mối của sinh tử. Và nếu mà chúng ta đủ cái định tĩnh để chúng ta thấy kết thúc của một
chúng sanh, là thấy được sự kết thúc của sinh tử là xong chuyện. Một niệm thôi là giải quyết xong mọi cái. Thì cái này là kiểu của Mã Tổ, nó bắn một cái là bắn một bầy vậy. Bắn cái là bắn bầy, bắn cái xong rồi đó. Một ý niệm là xong hết mọi thứ. Tại vì tất cả các pháp trong thế gian này tánh tướng đều như nhau, cho nên giải quyết một em thôi, không cần nhiều. Điều tra lý lịch cho tường tận một chú thôi là đủ. Nhưng mà chúng ta đừng có nói nhiều tâm chi cho mất công lắm. Một thằng này là đủ để có thể xài rồi. Nhưng mà ai đủ tầm thấy cái này đó. Vì vậy là khi quán pháp đến một cái chiều sâu, Đức Phật dạy chúng ta là dục nay sinh khởi, dục đã sinh khởi, nay đang và đã diệt trần. Chúng ta phải chua chua thêm chút nữa. Cái dục sinh khởi đó rồi, nay gì? Nó đang và đã diệt tận. Nó đang diệt tận và đã diệt tận. Nó phải chim chim cái gì đó để chúng ta thấy là một cái dòng của một ý niệm, một cái sự sinh khởi của một ý niệm như một bánh xe. Nó từ cái chỗ đâu không biết, bắt đầu nó trồi, cái nó lên tới đỉnh, cái đi xuống hết, rồi lên đỉnh đi xuống hết. Đây là cái dòng, thực sự là cái dòng sinh khởi, nó là một cái dòng vậy thực sự, chứ không phải đâu nó phóng cái giọt ra như mình tưởng đâu. Nhưng mà thấy nó sống nhưng mà nó vẫn đi theo hình dòng này nè. Nếu chúng ta thấy một cách rất là sâu, thì vậy là dùng cái từ tinh tế sát na như Đức Phật nói là nó quá tinh tế, quá nhỏ nhiệm để chúng ta phải thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của niệm manh nha nhỏ cho tới nó phát động. Quý vị thấy á, bây giờ chúng ta ví dụ cái gì cho nó rõ. Ví dụ như ở đây là một cái cục bi rất nhỏ, chúng ta sắp phía trước mặt mình là một đống bi liền, nó nằm kề nhau. Bây giờ chúng ta chỉ đụng một cục bi nhỏ ở đây vô một cái đống bi kia là tất cả những đống bi nó làm sao? Nó đều lăn, nó đều bị động với một cái nùi ở phía trước đó. Thì vậy là chúng ta phải thấy là cái cách diễn tả đó để nói cái gì? Khi mà một cái rung động năng lượng nhỏ nhiệm ban sơ nó bắt đầu rung động, tức là cái trường tâm linh bắt đầu, nó là một cái sự vận hành tinh vi kinh khủng lắm. Mấy bây giờ chưa đo được cái trường năng lượng ở vũ trụ này, nó chưa có đụng tới cái này được, máy không đủ cái tầng để đo cái tầng sóng này. Nó chưa thành sóng mà nó mới là năng lượng, nó mới là cái gợn thôi, nó chưa thành sóng. Vì vậy là thực sự thì nó là một điểm chấm rất nhỏ nhiệm. Có nghĩa là hư không mới có manh nha, có một cái gì đó nhỏ nhiệm tinh tế dễ sợ lắm. Nhưng mà sao? Nó động cả vũ trụ à. Cái này rất là khó có thể diễn tả. Tức là một cái rung động rất là nhỏ nhiệm nhưng mà cả vũ trụ này đang bị động. Động trên cái nền đó, động trên toàn cái nền vũ trụ này. Và sau đó cái rung động này không được, rung động năng lượng ban sơ này mà nó không được tắt á, thì nó trở thành cái động theo cấp số nhân, mà trong một tích tắc là bằng một một nhân một, một cái một là hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, thành cả cái vũ trụ này trong một tích tắc. Thì rung động theo cái chiều biến thiên kinh khủng của nó mà chưa có máy móc nào có thể đo được. Một sự dao động tinh tế nhỏ nhiệm của một cái tiền nguyên tử cho tới giờ phút này chưa đo nổi đâu. Mà tiền nguyên tử là còn lớn bằng 1 tỷ lũy thừa tỷ của một cái sát na niệm kia. Kinh khủng như vậy. Ra khi mà ở sâu trong định chúng ta thấy một cái gợn, chúng ta tưởng tượng như là mình nguyên một cái mảnh lưới khắp hư không vậy. Ở đây chúng ta lấy đầu kim, chúng ta chạm vô cái mảnh lưới này một cái là nó rung nguyên cái lưới khắp vũ trụ này. Đến chừng đó mới thấy là mày có định hay là chưa, chứ đừng có nói dốc. Tới đây nó mới thấy nè. Thì ra là cái sự sinh khởi của ý niệm, có đôi lúc chúng ta chỉ thấy ý niệm này sinh khởi, chúng ta chưa thấy là cả một cái nguồn năng lượng động khắp vũ trụ này. Mà nguồn năng lượng này bắt đầu nó mới gom lại là tùy tâm chúng sanh mà hiện xuất hiện với cái lượng hay biết của nó. Lúc đó mới nói tới cái tâm. Và cái lượng hay biết của nó chừng bao nhiêu là mày sẽ hiện cái tướng bao nhiêu đó ra. Còn trước kia nó là một cái gì mênh mông cả vũ trụ. Mà cả vũ trụ mênh mông bị động một điểm. Động một điểm là động cả một cái vũ trụ mênh mông này mới thành hình theo cái lượng hay biết của tâm niệm của mình. Cái này là một cái gì nó vô tận lắm. Mà sâu ở trong thiền định chúng ta sẽ nói nhiều.
Cái này càng nói thì càng cho chúng ta ngớ ngẩn thôi. Nếu mà những người có kinh nghiệm về thiền định, chúng ta sẽ nói rất sâu sâu về cái chỗ này, để thấy rằng là anh vô tới đâu rồi. Anh vô tới đâu rồi chứ không có đừng nói chuyện chơi nữa. Thấy chưa? Đi sâu vào thiền định để thấy cái gì. Và một điều rất lạ lùng rồi á, chúng ta phải còn không có còn vượt qua hết những cái ngôn từ của là thân, của thọ, của tâm, của pháp rồi nha. Đi sâu vào thiền định thì tất cả những ngôn từ của thân, thọ, tâm, pháp rồi, thì nó là một cái sự máy động với đầy đủ tất cả những cái đó. Nhưng mà sau này phân ra thành thân, thọ, tâm, pháp, cho nó là cái động, nó là cái gợn, nó là cái năng lượng vận hành, năng lượng vũ trụ được vận hành, chứ nó không thành thân, không thành thọ, không thành tâm, không thành pháp vậy. Nó là năng lượng vận hành. Và sự vận hành mênh mang khắp vũ trụ này nó luôn luôn là vận hành như vậy. Để nó phát sinh ra cái gì đó là tùy tâm của chúng sanh ứng với lượng hay biết. Cái hay cái câu của Đức Phật nói là tùy tâm chúng sanh ứng với cái lượng hay biết. Chứ còn tất cả nó chỉ là một sự vận hành mênh mông. Thì vậy là người ta nói là sanh, người ta nói là diệt, chứ không có gì sanh, không có gì diệt. Nó là vận hành mênh mông của vũ trụ này, là một cái lực sống đang hiện khởi, chứ không có cái gì sanh, không có gì diệt hết á. Đi sâu vào thì chúng ta không bao giờ còn thấy cái sanh diệt. Nhưng mà ở bên ngoài là chúng ta thấy có sinh khởi. Cho nên khi thấy được mà cái anh này ảnh hiện ra, rồi ảnh trở lại với cái năng lượng á, vì năng lượng rung động đương nhiên phát sóng, và cái sóng năng lượng nó hiện khởi để nó hòa tan trong năng lượng, phải nói như vậy. Đó, sóng biển nó nổi lên để nó hòa trở lại biển, thì sóng năng lượng này cũng phát sinh và nó hòa trở lại với năng lượng sóng đó, chứ không có sinh diệt, không có sinh diệt. Bây giờ mình ra biển mà nói sóng sinh diệt sao? Là cái người còn quá nông cạn mới thấy sóng sinh diệt. Chứ người ta thấy rõ ràng là nước nó nổi lên và nó thành nước mà, nó không có khác đâu. Khi nó hiện ra nước nó khác nước không? Không có. Nó chỉ là do cái động của gió rồi nó hiện tướng ảo chút vậy, rồi nó hòa trở lại thành nước. Thì nó không có được quyền nói tới cái từ sanh diệt ở đây. Chúng ta bị lầm quá xa rồi, chúng ta mới nói tới cái chuyện có sinh diệt. Không, với chúng ta chúng sanh gọi là quá thô tâm rồi. Thành ra khi mà có những cái trường thiền dạy người ta quán thấy sinh diệt tương tục, tôi nói là còn thô lắm con. Phải dùng cái từ như vậy, còn thô lắm, còn xa lắm. Còn xa lắm mình mới vượt qua cái tầng của sinh diệt để mình thấy được cái sự bất sinh, bất diệt hiện khởi, là tất cả mọi cái đều hiện khởi sinh sôi, đều hiện khởi một cái sức sống mãnh liệt trào dâng, chứ không có cái gì sinh, không có gì diệt hết đó. Đó là một cái sự sống mãnh liệt đang hiện khởi. Và như vậy thì tất cả năng lượng hiện năng lượng để hòa tan trở lại năng lượng hiện khởi một cái ảo tướng để hòa tan trở lại năng lượng, chứ không có cái gì sinh, không có gì diệt hết đó. Không có, kiếm không ra. Chúng ta tới chừng đó chúng ta tìm không ra sự sinh diệt thì mới hy vọng là được gọi là thấy tánh. Nó mới thấy tánh. Nó vượt ra ngoài tất cả những cái tánh tướng bình thường mình tạm dùng từ là thấy tánh thôi, chứ nhập trong cái đó là kinh khủng lắm. Thành ra là cái lúc đó mà cái sự rung động năng lượng của vũ trụ này được gọi là cái tự tánh vận hành. Thì nếu như chúng ta không nhập trong tánh thì những cái li ti rung động của khắp cái pháp giới này chúng ta không bao giờ biết. Cho nên tới chừng đó, đó khi chúng ta hòa nhập, chúng ta tan biến hoàn toàn cái riêng của mình để mình hòa nhập vào cái chỗ mà rỗng lặng mênh mông rồi, thì ở đâu đi nữa động một mãi tơ chúng ta cũng rõ biết, gọi là phủ trùm khắp pháp giới là vậy. Cái chỗ đó mới là cái chỗ kinh khủng. Thật ra ở chỗ này thì rõ ràng là ngay từ đầu mình đã nhập trong cái gì đó rồi, chánh niệm, thấy chưa? Trong cái tỉnh giác, trong cái tuệ tri, tức có nghĩa là nhập trong tánh mới đủ sức thấy thằng này. Trở lại phải nói thật như vậy, chứ tâm thức không bao giờ đủ sức có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm. Nó có chỗ là sinh khởi và diệt tận. Tại vì á, cái tâm thức nó đang sinh thì nó không có khả năng thấy được sinh khởi của tâm thức đâu. Đó là ngay từ đầu, nếu mà không ở nơi chánh niệm, không ở nơi tỉnh giác, không ở nơi tuệ tri thì không bao giờ thấy được tới cái chỗ mà sinh khởi và diệt tận của một ý niệm. Tâm thức không thấy nổi. Do đó nếu mà một lần chúng ta đã thấy được sự sinh khởi và sự diệt tận của ý niệm thì cái đó không phải còn là cái thấy của tâm thức nữa. Mới đủ sức thấy cái này, đó mới gọi là cái tuệ á. Vừa định mà vừa tuệ của đạo Phật là như vậy.
Muốn nói tới cái tuệ là gì? Là anh sẽ thấy tận cùng của một ý niệm bắt đầu manh nha móng khởi. Và anh sẽ thấy tận cùng của một ý niệm nó diệt đi như thế nào, thì được xem là có cái tuệ Phật Đạo. Đơn giản là trí tuệ dễ không? Thấy chị tùm lum pháp giới cho nó mệt vậy. Thấy một ý niệm thôi, ai thấy được thì có thể là hưởng được của trời người. Phải nói một câu như vậy. Như vậy là đến ở chỗ này đòi hỏi một cái người nào đó với cặp mắt tuệ gì đó mới đủ sức thấy được là ái dục đã sanh nay được đoạn diệt. Nghe mỗi câu chúng ta đọc, nếu mà chúng ta không có công phu đọc mình thấy ủa câu này nó thường quá, thì đương nhiên là dục sanh rồi, bây giờ dục lặng thấy rồi, đúng không? Quá dễ để cho chúng ta tu. Nhưng mà đi sâu vào công phu mới thấy đây là phải đánh đổi cả bao nhiêu ngàn kiếp sinh tử của mình, và phải chấp nhận đánh đổi, chứ không có thể dừng lại được. Có chết đi nữa cũng phải ngã chết để vì cái chuyện này mà chúng ta chết. Gọi là khi mà chúng ta giảng tới cái tầm, cái tứ đi sâu vào thiền định để có thể chứng một cái bước đầu tiên là sơ thiền, là nó là tất cả những cái gì có công phu. Thế thì từ đầu bây giờ mà nó phớt mà đụng vô tới pháp là mình môi, không? Đụng tới pháp là bắt đầu môi nè. Đó, để thấy rằng là cái chuyên môn của tứ niệm xứ là một cái gì đó nó kinh khủng, chứ không phải như người ta tưởng là cứ quán rồi cái suy nghĩ chuyện này rồi tưởng tượng tới chuyện kia gọi là quán tâm. Không phải như vậy, không phải. Tất cả những cái kiểu mà chúng ta học từ xưa giờ là không phải. Nói tới quán pháp đến mức độ mà tận cùng để có thể lộ ra. Mình thấy như hồi nãy trở lại cái câu hồi nãy nè. Trở lại cái câu là cái gì? Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Ở mức độ tinh tế của nó để thấy rằng cái động ban sơ, cái gợn lăng tăng nhỏ nhiệm nhất ban sơ nó chưa có thành cái gì, thì nó khác với cái gợn thứ hai là hai pháp. Và nó gợn hàng triệu cái như vậy á, hàng tỷ lũy thừa tỷ cái gợn đó, đó nó mới thành hình một ý niệm. Thì từ cái gợn ban đầu cho tới gợn một tỷ lũy thừa tỷ để ra một ý niệm mà chúng ta thấy như là cái tưởng á, thì khoảng một tỷ lũy thừa tỷ đó đang được gì? Đang được hiện một tỷ lũy thừa tỷ của pháp. Vì những cái nhỏ nhiệm rung động thành hình, nhỏ nhiệm rung động thành hình để ra một ý niệm đó, đó là hàng tỷ lũy thừa tỷ của pháp. Đó, thấy pháp đi. Thấy pháp phải thấy tới đó đó. Đó đủ trí tuệ để nhận diện ra được một pháp thì không phải là trí tuệ tầm thường. Thấy chưa? Phải ở trong đâu để thấy bằng cái gì thì mới có thể thấy được một pháp. Cho nên mình thấy đất nước gió rừng cây cỏ lá hoa trời người sinh vật là cái thấy bệnh từ vô thủy. Đức Phật có nói rõ ràng cái điều này trong kinh Lăng Nghiêm rồi. Ông nhận được tất cả mọi cái đất đai cây rừng, quá ông trời đất răng sau con người và vũ trụ này, đó là cái thấy bệnh từ vô thủy. Từ vô thủy ông đã bị bệnh, ông thấy đã có rồi. Chứ còn nếu mà từ vô thủy ông không bệnh thì ông thấy nó là một cái năng lượng sinh động đang vận hành với một tốc độ kinh khủng mà không có máy móc nào, cho tới bây giờ không có nhà khoa học nào có thể lường được cái mức độ mà vận hành kinh khủng của nó. Phải nói như vậy đó. Thành một ý niệm là một tỷ lũy thừa tỷ của cái sự rung động rồi, thì làm sao nói được cái câu nào nữa. Thì sự rung động nó là rung động sinh học, nó là năng lượng của vũ trụ, nó là trường tâm linh đang vận hành một cách khủng khiếp nhất để nó trở thành một cái sự sống mênh mông của khắp cái vũ trụ này. Vũ trụ này đang sinh sống một cách tươi nhuận. Phải nói là nó đang tươi nhuận để nó sinh sống. Không có cái gì héo úa để chết đi. Mình nhìn thấy cái bệnh của thế gian, có cái chuyện sống, chuyện chết, chứ không có chết. Cái lá khô, lá héo theo cái kiểu của thế gian, nhưng mà đó là sự vận hành sinh động. Người còn sống hay là người chết là sự vận hành sinh động của năng lượng vũ trụ. Mình dám nhìn thoát ra cái này thì mới hy vọng là mình thấy tới chiều sau kia. Còn không là mình vẫn còn sống chết à. À, vẫn còn sinh tử, rồi sâu hơn nữa là ý niệm sinh tử, sâu hơn nữa là cái hành sinh tử, sâu hơn nữa là cái thức sinh tử, sâu hơn nữa là
không có sinh tử. Nó sâu hơn nữa là không có sinh tử. Tới hành sinh tử, thức sinh tử mà thấy được rồi là sẽ thấy được cái chỗ không sinh không tử kinh khủng nữa. Như vậy là trên cái nền đó để sinh khởi thôi. Và với dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi vị ấy tuệ tri như vậy. Cái trí mà để thấy đến cái mức độ tận cùng là ta không còn sinh dục nữa. Đúng không? Thì đó là thấy tới đâu. Bây giờ mình thì bây giờ nói cái chuyện rất là thô trên ý niệm thôi. Tuy nhiên bây giờ mình đang ngồi thiền cái mình nhớ má quá. Đúng không? Thì tu lâu nay không có được về thăm má, rồi mình về mình thăm má, ví dụ vậy vọng tưởng đi. Cái mình thấy là sao mình tu mình còn liếng ái mà còn nhớ gia đình, đây là những cái chuyện quá thô đúng không? Thôi đừng có khởi nữa, dần xuống cho nó hết. Nhưng mà có chắc dần chút nó không khởi không? Nó không chắc, tại đâu biết mày sanh được đâu, không biết. Cho nên nó sẽ còn sinh khởi, đúng không? Mà không biết chừng nào nó khởi thôi. Chứ đừng có nói là tôi chủ động khởi, chủ động diệt, không có chuyện này. Đó là còn thô ở ngoài tưởng ấm. Bây giờ ở đây nãy giờ đã nói sâu trong nội tâm, quá sâu trong nội tâm rồi, tôi đã thấy tận cùng cái sự sanh khởi và tận cùng cái sự diệt đi của mỗi một niệm khởi sâu nhất cả nơi tâm của mình rồi. Thì vậy là tôi thấy tới đâu? Tôi đã thấy tới cái chỗ mà không sanh của ý niệm rồi. Vì tôi thấy rất là rõ cái chỗ ý niệm chưa sanh khởi, cũng như tôi thấy rõ ý niệm đang sanh khởi, và tôi đã thấy rõ một ý niệm đang diệt tận. Cho nên bây giờ tôi thấy rất rõ là mày không còn được sanh khởi với tao nữa. Đủ cái trí này mới phải gọi là làm chủ được mọi thứ trong cuộc sống của mình. Còn thấy cái này đừng có nói dốc. Không thấy được cái chỗ mà tương lai không sanh khởi nữa. Vì lý do gì mà tương lai nó không sanh khởi nữa? Đó mới là vấn đề. Thấy chưa? Tại sao không sanh khởi? Nếu ai thấy được tại sao không sanh khởi thì sẽ biết rằng nó tương lai không còn sanh khởi nữa. Này không phải là sự kiềm chế. Thấy chưa? Không phải là sự đè nén để không sinh khởi. Những cái đó là thô lắm rồi, đó gọi là thô tâm lắm rồi. Ta đang thấy tới cái tầng rất là sâu ở trong nội tâm. Thì như vậy là người này thấy tới cái chỗ hồi nãy giờ mình nói là thấy cái chỗ bất sanh bất diệt, nó là năng lượng mênh mông vận hành. Và lúc đó một cái điều kỳ lạ xảy ra là gì? Mình nãy mình chưa muốn nói tới cái điều đó. Khi mà chúng ta đã thấy tới cái vận hành mênh mông của cái sự sống của vũ trụ, nó vượt qua cái tầng sinh và diệt rồi á, thì cái lực vận hành của người đó nó là cả cái vũ trụ mênh mông này. Kinh khủng. Mà thật sự thì không còn người đó. Tới đây thì con người đó là hết rồi. Nó trở thành một cái lực sống của vũ trụ thôi. Và trở thành cái lực sống của vũ trụ thì vận hành với cái gì mênh mông rộng khắp của vũ trụ này, chứ không có sinh khởi ý niệm nhỏ nhiệm kia. Và họ đoan chắc rằng họ nhập được trong đó, đã ở trong cái lực mênh mông vô tận kia, thì thấy rõ ràng là không có sinh khởi được. Tại vì sao? Tại vì không có dính tới thân, không có dính tới tâm, không dính tới cái gì sinh khởi cái gì, lấy cái gì để sinh khởi. Đang ở trong cái mênh mông của vũ trụ này, đang là cái vũ trụ đang vận hành với một cái tốc lực kinh khủng mênh mông kia, sinh cái gì, khởi cái gì được mà dục mất rồi. Thân tâm gần như là không có còn, tan biến thành vũ trụ mất rồi. Nó là một cái sự vận hành không thân, không tâm, không sinh, không diệt. Thành ra là thấy rất rõ ràng là không có còn cái gì nữa. Nó là cả vũ trụ đang vận hành, chứ nó không phải là sinh nhỏ nhiệm, diệt nhỏ nhiệm trong tâm thức của một người thường nữa. Thì thấy tới cái độ sâu đó là tương lai mi không còn đường để sinh khởi. Thì như vậy là cái gì? Việc cần làm đã làm xong. Việc làm cái gì xong? Xong rồi. Phạm hạnh đã thành. Nếu mà đi sâu tới mức độ đó thì mới đạt được cái gì. Chứ còn á, mình nói là mình ngồi đó để mình thấy niệm buồn, thương, giận, ghét, nhớ, nhung sinh ra, rồi mình quán nó là vô thường, mình quán nó là nhân duyên, mình quán nó là tự tánh không để nó hết, để rồi mới mốt là nó vừa chợt khởi là mình biết nó liền, mình không theo. Đó, nó khởi niệm này là mình biết nó tham, khởi niệm kia mình biết nó sân, biết như vậy tới chừng nào.
Và biết vậy thì sao mà dám nói một câu là tương lai nó không sanh khởi? Biết vậy dám nói không? Nhiều người biết vậy dám đó. Nhiều người cũng nói như thế, nhưng mà thật sự là không phải đâu. Thấy tới tận cái nguồn sinh khởi và diệt tận của các pháp, mà tận nguồn sinh khởi và diệt tận là không sinh khởi và không còn diệt tận, mới được gọi là thấy tận nguồn. Mà thấy tận nguồn đó là gì? Là thấy một ý niệm cho hết. Tận nguồn nó là một chấm nhỏ của sát na niệm. Một sát na niệm, một chấm nhỏ của sát na niệm có nghĩa là nó nhỏ cỡ một sát na, còn chia chẻ ra nữa để mới được gọi là tận nguồn của một niệm. Và một sát na nhỏ của một cái niệm đó, nó là gì? Nó là một sự vận hành mênh mông của vũ trụ này. Cho nên nó là chẻ một hạt bụi để lấy một quyển kinh. Quyển kinh đó là trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà phải chẻ được hạt bụi đó nha. Không chẻ được là không thấy, không lấy được. Đó thì như vậy là khi hành giả đi đến một cái chiều quá sâu của nội tâm, của tâm linh, để đạt tới một cái cảnh giới là thấu tột tất cả những cái sinh khởi và diệt tận của từng ý niệm nhỏ nhiệm ở nơi tâm, thì họ đã thấy được cái chỗ không sinh khởi và không diệt tận của ý niệm. Nó là cái gì tương tục sống, tương tục vận hành, mênh mang, không có một cái điểm nào để dừng lại cả. Thì họ sẽ thấy một cách rất rõ ràng là tương lai không còn cái gì có thể sinh khởi được ở nơi tâm nữa. Như vậy là cái phần quán thứ nhất, phải không? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là sao? Là tương lai không có sinh khởi ý niệm thì mình tuệ tri là tương lai không sinh khởi, có nghĩa là rớt vào cái chỗ mà không sinh không diệt rồi. Ở trong cảnh giới không sinh không diệt mới thấy rõ ràng là tương lai ta không sinh, tương lai ta không diệt. Và tới đủ cái tuệ để có thể khẳng định là tương lai ta không còn sinh khởi nữa. Và điều đó có thể chứng minh được là người đó có thể sống hoài ở cái chỗ bất sanh bất diệt, kiểu gì đi nữa cũng không sanh khởi được. Thì ở trong đại định thật sự rồi đó. Đến một phần tiếp. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri nội tâm có sân hận. Hay nội tâm không sân hận, tuệ tri nội tâm không có sân hận. Và sân hận chưa sanh hay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thủy miên, tuệ tri nội tâm có hôn trầm thủy miên. Hay nội tâm không có hôn trầm thủy miên, tuệ tri nội tâm không có hôn trầm thủy miên. Và với hôn trầm thủy miên chưa sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thủy miên đã sinh khởi, nay đã được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thủy miên đã được đoạn diệt, trong tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay tâm có trạo hối, tuệ tri nội tâm có trạo hối. Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri nội tâm không có trạo hối. Và với tội hối chưa sinh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri với tạo hối đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ trăm nội tâm có nghi. Hay nội tâm không có nghi, tuệ trăm nội tâm không có nghi. Và với nghi chưa sanh khởi, nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với nghi đã sanh, nay đã được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Học cái phần tham dục rồi thì mấy cái phần sau này nó dễ rồi. Cái sân ở đây không có nói là nóng giận nữa. Đây nói cái sân của nội lòng trong lúc đang thiền định. Nhớ nha, trong lúc chúng ta đang thiền định, không nói chuyện bên ngoài.
không có dư ra nữa, không có thèm chơi ở ngoài nữa, đang chơi trong thiền định. Đang chơi thiền định thì giờ làm sao? Cái sân trong lúc đang thiền định là cái gì? Chúng ta không chấp nhận cái hiện khởi ở thân tâm nhá. Ví dụ bây giờ tâm mình sao nó động hoài là mình không chấp nhận đó. Mình không có chấp nhận cái động khởi nơi tâm này nè. Hồi nãy là mình khởi cái chấp nhận là cái tham, bây giờ cái không chấp nhận tức là cái lấy và cái bỏ. Chúng ta nên hiểu hai cái sân và cái tham này đơn giản, hai cái từ lấy và bỏ. Hồi nãy là sanh cái ái dục có nghĩa là lấy, bây giờ là bỏ. Thấy chưa? Nhẹ nhàng như vậy thôi, lấy và bỏ nơi tâm. Tức là nội tâm có sân hận, không phải là hận thù, không phải là oán ghét, không phải là tức tối, không phải là bực bội, không phải là khó chịu với một đối tượng nào ở đâu nữa. Chuyện đó là cái chuyện ở ngoài, đang nói chuyện nội tâm. Thì vậy là ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì mình thấy rằng mình thở không thông, mình khó chịu. Mình thở không thông thôi, mình khó chịu với cái thở không thông này là gì? Là sân hận đang sinh khởi. À, chúng ta phải tở lại cái tầng vi tế này. Mình thấy mình tâm không yên, mình khó chịu. Không chấp nhận cái tâm không yên này là sân hận đang sinh khởi. Đúng không? Nhưng bây giờ tại sao mình đang ở cái chỗ này mà mình không sâu hơn chút nữa? Mình đang ở cái tầng tâm này, mình đang yên này, bây giờ sâu hơn chút nữa để cho nó định đi. Nhưng mà nó không định, cái mình khó chịu với cái tầng đang yên này là sân hận đang sinh khởi. Chúng ta phải thấy cái tầng sâu này chứ đừng có nói cái chuyện trên trời ở ngoài đường đó, hết rồi. Bây giờ là ta đang đi sâu vào trong thiền định, nhưng mà bây giờ hôm nay nó ở đây hoài, nó không chịu sâu hơn miếng nữa, không chấp nhận, khó chịu là đang sân hận. À, chúng ta phải thấy gì đó, cái tầng tâm đang yên tịnh như thế này thì rõ ràng trong giai đoạn đầu là yên tịnh, mình thích quá. Nhưng mà tại sao mình xả thiền ra mình không có thêm được cái gì, mình không thấy mở trí gì hết? Có nghĩa là cái chỗ này là nó chưa phải cái chỗ mà mình muốn. Bây giờ mình muốn lặn sâu hơn, mình không muốn cái này thì chính cái tâm không muốn cái yên tịnh này là một cái loại sân hận ở trong tâm thức. Ôi, mình phải thấy tới cái này mới được. Đúng không? Thì có nghĩa là bây giờ tôi không chấp nhận. Chấp nhận là tham ái mà không chấp nhận là sân hận. Để mình thấy mới đi sâu vô tâm thức mình được. Thì là còn một cái mãi tơ không chấp nhận một điều gì thì có nghĩa là lúc đó chúng ta còn đang sân hận. Vì vậy là chúng ta đang ở sâu trong thiền định mà mình không chấp nhận ở tầng này, mình muốn định thêm nè. Thì cái lúc mà chúng ta không chấp nhận đó là lúc chúng ta đang sân. Phải thấy được cái gốc này. Mới phá nổi cái sân nó trồi ra bên ngoài chửi người ta một câu. Từ cái chỗ mà nó manh nha, khó chịu. Nó manh nha, nó bất toàn, nó bất tội ý. Nó có một cái sự nhỏ nhiệm bất an ray rất là nhỏ. Ở cái chiều sâu tâm linh chúng ta thấy mới thấy là gọi là tận gốc của sân hận được. Tuy như vậy là cái chỗ yên mà mình không chấp nhận được cái yên, đó là một cái loại sân. Tầng này mới được gọi là nội tâm có sân hận. Đang nói chuyện sân hận của nội lòng. Bây giờ mình đang thả lỏng, tất cả mọi cái đều thả rỗng được hết. Nhưng mà riêng cái đầu mình sao nó không chịu rỗng, khó chịu. Đó là sân hận đang xảy ra. Đó là sân đang xảy ra. Vậy thôi, đơn giản là mình khó chịu với một điều gì, tức có nghĩa là mình đang sân. Mình đang sân thì sao vô định được? Đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta muốn đi sâu cho tâm linh thì phải phá cái này chứ. Còn nói chuyện nhớ tới người kia chửi mình câu hay là gì đó mình buồn, mình không vui là cái chuyện đó nó thô lắm rồi, không phải là chuyện xảy ra của nội tâm. Bây giờ ở đây quán pháp là đi rất là sâu trong tâm pháp. Thật ra bây giờ khi ngồi thiền là mình có sân không? Sân quá trời từ đầu tới cuối luôn. Nếu mà nói vậy là từ đầu tới cuối chúng ta sân như vậy nữa. Có lúc nào không sân đâu, có lúc nào mình không loại trừ. Nói ra chúng ta đang loại trừ một cái gì đó, có nghĩa là chúng ta đang sân hận. Mình phải thấy được cái tận gốc này. Mình không chấp nhận một điều gì đó có nghĩa là mình đang sân hận.
Thì đó mới là sân sâu, chứ còn thôi là không có thấy được chiều sâu của sân. Mà không thấy chiều sâu thì không thấy tận gốc, mà không thấy tận gốc thì không hết sân, đúng không? Cái gì phải thấy cho tới gốc, nó bơi tới cái gì, bơi tới cái rễ, mà rễ cối của nó ở sâu trong lòng đất ra thì nó mới chết nổi cái cây này. Chứ không thôi cây sân này khó bới lắm rồi nha, không biết nó nằm ở đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta có một cái gợn gì đó mà nó khó chịu sâu ở nơi lòng mình, mình phải thấy được ngay cái gợn lăng tăng kia kìa. Hai cái chiều hướng gợn, cái gợn để chấp nhận hoặc là gợn không chấp nhận, nó cũng là một cái dạng năng lượng đối nghịch và thuận chiều. Nó là một dạng năng lượng sinh khởi ở nơi tâm. Thì chúng ta phải thấy được là nội tâm có sân hận là một cái gợn năng lượng mà có cái chiều hướng bất toàn bất tội ấy, không chấp nhận. Không chấp nhận thôi, chưa nói là xua đuổi, chưa nói là trả thù, chưa nói là cái gì đó xa quá rồi. Đó là nói chuyện của người không có tu. Bây giờ người đang ở trong thiền định, đang sống với nội tâm, đang ở trong cảnh giới là quán tứ niệm xứ. Chúng ta đang ở trong cảnh giới đó, chúng ta chưa có ra. Ra đang nói chuyện là giờ là tôi đi sâu vô trong thiền định rồi. Chưa nói là người ở ngoài đang, ví dụ như mình đang quán thân, thì Đức Phật dạy là mình tỉnh giác để hít vào. Nhưng mà mình hít vào mình không tỉnh giác, cái mình cảm giác khó chịu là mình đang sân, đúng không? Mình đang tuệ tri hơi thở vào dài, chúng ta đang tuệ tri hơi thở rồi dài. Nhưng mà mình tuệ tri ở đầu hơi, ở giữa hơi, gần cuối hơi, cái mình không có tuệ tri, mình khó chịu. Ủa sao mình tu mình không có chịu tỉnh giác? Ví dụ như là mình đang sân. Đó, từng bước nhỏ để chúng ta thấy. À, bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là cảm giác toàn thân khi chúng ta hít vào. Nhưng mình cảm giác từ trên đầu xuống còn ngón chân cái, mình không chịu cảm giác là mình khó chịu. Đó. Hoặc là bây giờ cảm giác hết tất cả lỗ chân lông rồi, còn có một hai cái lỗ chân lông trong bả vai, mình không có cảm giác được, thì mình sinh cái khó chịu là tại sao mình không cảm giác hết. Thì đó cũng là một cái dạng sân tâm sinh khởi. Đó, chúng ta tu chúng ta phải thấy được tới cái chiều sâu này. Thì như vậy là bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra nơi thân, thọ và tâm của mình trong lúc mình đang hành thiền tứ niệm xứ, thì nó có một cái sự rung động và bất tường, rung động xáo trộn, nó một cái gì đó nó không chấp nhận những cái hiện có, thì xem như chúng ta đang khởi sân hận. Mà mình có chấp nhận cái chuyện đang có không? Không có. À, chấp nhận thì rớt vào tham, mà không chấp nhận thì rớt vào sân, thì mới đi đâu? Đi đâu đây, đi đâu về đây? Đi đâu bây giờ đây? Giờ không có chạy đường nào thoát. Chấp nhận rớt vào tham dục, mà không chấp nhận thì rớt vào sân hận. Chứ không phải là cái chuyện mình muốn của mình đạt không được, mình nổi sân là cái chuyện đó nó thô rồi. Chuyện nói chuyện của thế gian, nó nói chuyện chơi. Còn bây giờ là mình là người đang đi sâu vào nội tâm. Để là một chút chấp nhận là rớt vô một chút tham dục, một chút không chấp nhận là rớt vô một chút sân tâm. Một chút không chấp nhận thôi là đã rớt vô sân tâm. Thì giờ anh tu làm sao? Ngon ở đó mà lấy bỏ đi. Lấy thì tham, mà bỏ thì sân. Nó phải sâu như vậy để chúng ta thấy rằng là cái người mà đi sâu về nội tâm, nó có một cái gì khác với người phàm. Nó mới được gọi là tu chứ. Nó giống người phàm tu gì? Nó dốc. Ăn cơm ba bữa rồi nó dốc chơi thì có. Chứ còn nói mà đi sâu vô nội tâm là nó một nghìn trùng sai khác đối với thế gian này. Nói về chuyện sân thôi là một nghìn trùng sai khác đối với sân hận ở bên ngoài. Nhưng mà những người tu ngay chỗ này mà chúng ta không thấy hết, thì lấy cái gì tu? Công phu cái kiểu gì? Tới đâu? Không được, không có tới đâu hết. Đức Phật dạy là đương nhiên là trong giai đoạn đầu là mình không chấp nhận những cảnh giới thô thôi. Nếu như mình muốn tinh tế hơn chút, có nghĩa là sân tâm xảy ra, thì sao? Mình nhẹ nhàng tuệ tri cái sân tâm đó. Nhưng nếu cái không chấp nhận này nó xảy ra mà mình khó chịu với cái không chấp nhận là sân chồng thêm lớp sân nữa, đúng không? Bây giờ mình ngồi ở đây cái mình thấy mình khó chịu với kiểu này. Cái khó chịu nó xảy ra là nó đã là một lớp sân mới rồi. Bây giờ mình thấy cái khó chịu, mình lại khó chịu với cái khó chịu nữa là thêm lớp sân nữa. Không, mình khó chịu với cái thô, bây giờ mình lắng xuống cái tế.
Nhưng mà mình lắng nó lại không xuống là mình sinh cái khó chịu mới. Mình đè nó không xuống là nó sinh cái khó chịu nữa, là càng lúc cái sân nó càng xảy ra hoài thì sao yên định được. Đó, cho nên nếu mà chúng ta muốn đi sâu vào con đường thiền định thì hai cái lấy và bỏ này đến một cái độ sâu nhất của nó là chúng ta không còn tồn tại ở nơi tâm nữa. Bây giờ luôn luôn là bỏ, tu mà, xả ly mà. Đó, tại sao tôi nói là không lấy không bỏ. Đó, lấy thì tham mà không lấy thì sân, ngon lấy đi, ngon bỏ đi. Lấy cái gì bỏ cái gì cho tôi mà thoát khỏi tham sân để đạt được thiền định và giải thoát. Cho nên mình ngay cái đầu mình tu tập là mình đã đi sâu vào tam độc rồi, sao đạt được giải thoát. Thành ra tất cả những công phu mà lấy và bỏ của các pháp môn là anh đã dấn sâu vô tam độc thì sao đạt được thiền định giải thoát. Anh ngu chi để anh không có thấy được là cái bỏ của anh là cái sân tâm, cái lấy của anh là cái tham tâm. Dù là anh lấy thiền định cũng là cái tham tâm. Hồi nãy mình nói rồi, thì bây giờ anh xả cái định đó cũng là một cái dạng sân tâm. Nó tinh tế đến mức độ đó. À ra ở đây Đức Phật siêu sức đến cái độ là tuệ trì thôi. Đương nhiên là anh không có chấp nhận cảnh giới này, anh muốn tới cảnh giới yên lắng hơn, anh muốn lắng sâu trong thiền định hơn. Nhưng mà một ngày thì được cái mình thích là rớt vô tham tâm, không được không thích là rớt vô sân tâm. Bây giờ hít là nó thông thì thích là rớt vô tham tâm, hít không thông không thích thì rớt vô sân tâm. Nó cứ vậy riết rồi làm sao. Vậy là tu cái gì không phóng tham, phóng sân, không phóng sân, phóng tham. Nó đấy nó không phải là tu. Nói ra Đức Phật cho mình cái ra khỏi hai đầu liền, tuệ tri một cách rất nhẹ nhàng. Thấy chưa? Ra cái mà chấp nhận hoặc là không chấp nhận tiềm ẩn nhất ở trong cõi lòng của mình cũng được Đức Phật tìm cách để tháo gỡ. Đó mới là cái siêu xuất của đạo Phật. Đức Phật thấy quá rõ cái thằng mà mới mọc mầm sân thôi, gọi là mọc mầm sân. Ở đâu thì không biết, nhưng mà bây giờ nó khởi lên cái khó chịu. Dùng cái từ khó chịu là nó hơi thô rồi. Khi mà chúng ta lặn sâu trong thiền định á, ở cái chỗ mà yên lắng nhất, như nãy mình nói là cái năng lượng rung động theo chiều tham hoặc là theo chiều sân là nó hai chiều rõ ràng nha. Chúng ta sẽ thấy rất rõ hai chiều động niệm, rõ lắm. Trước sinh hai chiều thì nó chỉ là cái sự rung động. Trước khi rung động là nó là một cái nguồn năng lượng mênh mông. Từ cái nguồn năng lượng mênh mông nó bị động, nó vận hành cho nên tự động nó phát sóng. Ở phát sóng có hai nguồn, thuận và nghịch, được và mất. Chứ không phải là mình muốn không được là sân, không phải như vậy. Ở đây nó giật ra ngoài cái muốn không được. Nó vẫn là hai chiều hai phía của lấy và bỏ, có và không. Một cái điều rất lạ như vậy. Như vậy là sâu trong lòng cái sự hiện khởi ở nơi tự tâm á. Thật ra thì trong cái giai đoạn mà cái lậu hoặc chúng ta chưa hết thì chúng ta còn bị chao đảo. Đến sâu ở trong mình nói tới cái trạo cử nó mới gây gớm. Như vậy là tâm chúng ta đang chao đảo hai hướng rõ ràng lắm. Lấy bỏ tương tục à. Chúng ta không có dừng được hai cái này. Có không tương tục chúng ta không có dừng. Sinh diệt tương tục chúng ta không có dừng. Thì như vậy là dù mày tương tục ở cái tầm nào ta cũng tuệ tri ở cái tầm đó. Đó là cái ý của Đức Phật muốn dạy đoạn này. Thì như vậy là lúc này cái không chấp nhận liên tục xảy ra. Tại vì còn sinh khởi là còn sinh tử, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ cho nó sinh khởi, không chấp nhận sự sinh khởi nữa là gì? Là hết sinh tử. Học cái kiểu bình thường nó là như vậy. Mình đang làm là không có cho cái sự sinh khởi nữa, không muốn sinh khởi nữa. Là một cái dạng sân tâm. Mà chúng ta đủ sức để thấy nó không muốn sinh khởi là sân tâm không? Đâu có đây đủ sức để thấy cái này đâu. Và nếu không đủ sức thấy cái này thì đi sâu vào thiền định. Thiền định cái gì? Thiền gì nói mà thiền, đang sân mà thiền cái gì? Đang lấy đang bỏ, tức là đang một là thân, sân hai là tham. Hai con đường đó là chúng ta đi suốt, đi tuốt luốt luôn. Không có đường, không có giờ để dừng lại thì không có thể nào đi sâu vào thiền định được. Cho nên khi chúng ta phát hiện được là mình muốn bỏ cái gì đó, muốn bỏ mà bỏ không được, cũng là một cái dạng sân tâm. Chứ không phải là mình muốn được
cái gì, mình muốn cái mình tham, mình muốn cái đẹp mình không được cái đẹp mình mới sân, mình muốn ăn mình không được ăn mình mới sân, muốn ngủ không được ngủ mới sân. Đó là một cái chiều ở bên ngoài quá thô rồi, đúng không? Cho tới bây giờ mình muốn bỏ, bỏ không được, sân không? Muốn bỏ, bỏ không được cũng là sân à. Muốn nhập định mà nhập định cũng là sân. Muốn lắng tâm sâu hơn mà không lắng tâm được cũng là sân. Như vậy là trước khi muốn là sân, nhưng bây giờ ngược lại đó nha. Tôi không muốn cái này là sân hay là không sân? Tôi không muốn thấy mặt chị là sân hay là không sân? Sân. Bây giờ tôi không muốn thấy cái không này, đúng không? Thì vậy là một dạng khác của sân. Sân này là sân sâu à. Sân này là sân rộng á, nó sân mênh mông á. Nó nói sân vậy mới gọi là gốc của sân. Thế vậy là mình không chấp nhận dù là một mảy may rất nhỏ sinh khởi nơi tâm, đó là nội tâm có sân. Nội tâm có sân. Thì chúng ta phải làm sao đủ cái tuệ tri để thấy rằng một cái manh nha rất nhỏ nhiệm đi vào cái chiều hướng bất tội, bất toàn, bất an, không chấp nhận dù rất nhỏ. Đó, thì vậy là nội tâm có sân, chúng ta chỉ thuần là tuệ tri nó. Đương nhiên là nó có sự không chấp nhận xảy ra chứ, trong lúc chúng ta công phu chứ không phải là không có. Và đó là việc đương nhiên, cái việc sinh khởi của hai chiều năng lượng. Đó là cái hai chiều năng lượng luôn luôn sinh khởi, không thể nào không có. Chiều âm, chiều dương, rõ ràng chiều dính mắt, chiều buông ra là hai cái luôn luôn sinh khởi. Từ cái rất là nhỏ là theo cái chiều dính hoặc là theo chiều buông, theo chiều lấy hoặc theo chiều bỏ, mà sâu 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 ở trong chúng ta rồi mới lấy là tại sao mình lấy, rồi bỏ là tại sao mình bỏ, là bắt đầu nó mới lên nó mới thành ý niệm là đắm trước, là mê say cái chỗ mình đang muốn lấy, hoặc là sân hận bực bội cái chỗ mình đang muốn bỏ, là nó sẽ, nó đã quá thô ra bên ngoài. Nó là nó thô, nhưng mà từ cái động nhỏ nhiệm phân chia, phân miếng, phân manh mún ở trong tự tâm của mình á, từ hai cái gợn lăng tăng ở hai cái chiều khác biệt ở trong tâm thức, mà chúng ta phải đủ trí tuệ để chúng ta thấy rõ ràng là hai chiều của nó. Nó chỉ là cái sự lắc lư hai chiều thôi. Tại vì á, chúng ta nếu mà chúng ta tưởng tượng nha, tưởng tượng chúng ta có cái đồng hồ, đúng không? Có đồng hồ, có quả lắc nó treo vậy nè, đúng không? Rồi mình nhìn ở dưới, dưới cùng của nó là nó lan qua tới bên đây, nó lan qua tới bên kia lại, đúng không? Nhưng mà nhìn gần lên thì cái cọng ở gần cốt nó sao nó lắc rất là nhẹ, đúng không? Gần ngay chỗ cái trục cốt mà để treo cái quả lắc thì nó lại càng lắc nhẹ nữa. Và cái cốt để lắc là nó lại càng nhẹ hơn nữa. Và trong sâu ở trong cái cốt lắc này nó là cái gì đó nó nhẹ hơn nữa. Thì chúng ta càng lắng sâu trong thiền định thì chúng ta thấy cái lắc lư của tâm mình nó hồi đầu nó quá thô, đúng không? Nó sàn qua tới bên này, nó sàn tới bên kia. Thì nhưng mà chúng ta là lên trên chút rồi, không ở cái chót điểm của cái quả lắc nằm sâu dưới, thì lên trên chút nó sẽ lắc chậm. À, lên sâu cái nó lắc ít, lên sâu lắc ít, lên tới cái cốt nó bắt đầu nó chỉ là lắc ít, lên cái cốt nó chỉ là cái gì đó nó nhẹ lắm. Nhẹ lắm thì phải mò tới cái cốt này, rồi phá cái cốt này thì quả lắc kia rớt à. Phá cốt mới được, phải phá tới cái cốt. Đó, cho nên là đó là tâm theo muôn cảnh khởi, chỗ khởi thật kính sâu mà theo nguồn nhận được tánh, nó không buồn cũng không lo là cái chỗ đó, phải không? Vì vậy là khi chúng ta đi sâu, thật là sâu trong thiền định, thì mình thấy có cái gợn theo hướng bên phải hoặc theo hướng bên trái, mà thật sự chưa có thành bên trái, phải bên trái thôi, nó chỉ là cái đoạn thôi. Đó, như vậy nói mình diễn tả trong cái cảnh giới là nó vừa gợn thôi, nó gợn mà nếu mình tuệ tri cho kỹ á, thì nó vừa gợn lên cái nó tắt mất à. Hay lắm, tới cái chỗ đó thì nó nhẹ nhàng lắm, tới chỗ đó là nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng lắm. Nó lắc nhẹ cái nó tắt à, lắc nhẹ cái nó tắt à, lắc nhẹ cái nó tắt à. Và nó lắc nhẹ là do cái vận hành của mấy cái gì, mấy cái bánh xe nó chạy vòng kết nối này kia nọ mới đụng cái trục này để cho cái quả lắc nó lắc. Thì vậy là làm sao mà tìm được cái vòng cái vận hành của những cái bánh xe trong cái đồng hồ á. Chúng ta gài nó lại để bánh xe đừng có lăn nữa. Gài lại bánh xe đừng có lăn nữa thì quả lắc là nó ngừng, nó không có lắc. Vậy là từ cái chỗ lắc nhẹ nhẹ là chúng ta đã tới cái cốt của máy rồi. Cái cốt của máy này là nó bị mấy cái dòng bánh xe nó xây thế nào đó, là chúng ta tìm, đó là cái nhân xong chuyện.
Thành ra là khi chúng ta thấy mà cái gần nhẹ, gần nhẹ, gần nhẹ là chúng ta thấy gần như là tới cái chỗ cái nền rồi, tới cái nền động khởi rồi. Nó giống như nãy là thấy rõ ràng là cái chỗ chưa sinh á, thấy cái nền động khởi. Thì khi mỗi người hành giả là nó là sâu trong thiền định, thấy cái nền của động khởi rồi á, thì sẽ thấy cái động khởi manh nha ban đầu. Và khi thấy được vậy á, là hành giả không có còn bị rớt ra ngoài nhiều và dễ tan biến lắm. Chứ tại mình tức quá, mình nhịn, mình gán, mình nhịn không được thì thôi, cái chuyện đó là không còn bàn nữa rồi. Nó là quá thô bên ngoài, đúng không? Giận quá mà không nói là không thể được là quá thô rồi. Cái này nó không có thành cái đó, nó chưa, nó còn xa tới mấy ngàn cây số mới chuyện tới là tôi tức quá tôi nói không được. Từ cái động này cho tới ngoài hàng tỷ km về sau nữa thì mới nói cái chuyện tôi giận chị lắm rồi nha. Cái đó là nó thô, đó, nó mức độ đó đó. Thật ra là khi mà chúng ta ở sâu trong nội tâm của mình thì thấy là có một chút không chấp nhận sinh khởi. Chúng ta dùng từ chút không chấp nhận thôi, chứ không phải là muốn mà không được, không phải như vậy. Không phải là muốn mà không được mà không chấp nhận. Thành ra nó vượt ra ngoài cái câu mà mình muốn không được, mình tức, đúng không? Bây giờ tôi muốn được ăn mà không cho tôi ăn, tôi sân. Muốn được áo đẹp không cho tôi áo đẹp, tôi sân. Thì cái này nó không phải cái chuyện đó nữa. Không phải do tham nó sanh sân nữa, mà tôi không chấp nhận. Sâu ở trong là sự không chấp nhận. Thì cái này là không chấp nhận là một cái dạng sân. Thành ra là cái, đừng có nói là do... Đương nhiên là cái gốc là vô minh không thấy được sự thật, là nó là cái gốc, nhưng mà không phải là từ vô minh rồi sanh tham, từ tham sanh thân theo cái kiểu mình học bình thường, đúng không? Cái thằng tham và cái thằng sân này nó như nhau, nó sinh khởi như nhau ở cái nguồn sâu kia kìa. Nó cũng là một cái động thôi, thằng này cũng động, nó cũng động, này động hướng, nó động hướng, này động dính, thằng kia động bỏ đó. Hiện này đang từ chối, nó cũng là một cái dạng sân, chứ không phải là cái dính mắc là tham dục. Rồi tham dục không được mới sanh sân, không phải như vậy. Không phải. Nếu mà chúng ta nhìn sâu trong tâm thì không phải là do tham sanh sân. À, học tới cái chỗ này rồi chúng ta mới thấy là cái lối lý luận thô thiển ngoài kia là trật lất. Ở ngoài kia, ngoài xa, ngoài cổng chùa, đúng không? Bây giờ đang nói cái chuyện mà sâu trong nội tâm thì hai cái thằng động khởi hai chiều là tham và sân. Thì vậy là nó đâu phải do tham sanh sân đâu. Mà lâu nay chúng ta học là do ý niệm tham, mình tham cũng được rồi thành sân, đúng không? Không phải. Nhưng nó sai rồi. Học cái kiểu kia là chúng ta thấy nó càng thô thì thấy vậy, cho nó càng nói lên một cái gì đó ở bề ngoài, xa ngoài thì có thể chấp nhận được, mà đi sâu vào nội tâm được. Nếu mà chúng ta phân tích thì những cái kiểu lý luận của một cái số mà sách vở viết bây giờ hả, là đem đốt một lần mấy núi chứ không phải đốt một lần một hai cuốn, là đốt một lần mấy núi luôn. Nếu mà đi sâu cho nội tâm, chúng ta phân tích từng chuyện, từng chuyện, từng chuyện, mà những cái chuyện mà nó thuộc về dạng mà từ xưa đến giờ gọi là cơ bản của đạo Phật đó, là phải đốt mấy núi đó. Nhiều lắm đó. Thì như vậy là chúng ta làm sao mà đủ cái trí tuệ ha, thấy cái manh nha ban sơ để không chấp nhận một điều gì đó là sân hận. Tới đó thôi. Vậy là mình thiền định để mình thấy nổi cái này không? Dễ thấy không? Rõ ràng là mình luôn liên tục không chấp nhận, là luôn liên tục sân hận suốt một thời ngồi thiền. Coi lại có phải ngồi thiền nổi sân liên tục không? Liên tục nữa nó không chấp nhận, không chấp nhận, bỏ. Bỏ liên tục đó là sân liên tục. Kỳ vậy đó, kỳ sao thành tựu công phu. Cho nên là làm sao đừng có lấy, đừng có bỏ, phải không? Ở đây Đức Phật dạy nhẹ nhàng là tuệ tri thôi. Thì tuệ tri thì đương nhiên là nó có một cái bỏ mình cũng tuệ tri, mà có một cái lấy mình cũng tuệ tri. Tức là hai đầu lấy và bỏ mình đang được mình tuệ tri. Như vậy là mình đang sống ở tuệ tri để mình thấy hai cái hiện khởi của dục và sân ghế sâu ở trong nội tâm của mình. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta đang ở trong thiền định. Bây giờ ở trong đó là nghỉ ha. Có gì chiều chúng ta học tiếp. Càng lúc chúng ta càng thấy là tứ niệm xứ chuyên môn, đến những cái đoạn kết chúng ta thấy là nếu như mình học mà mình không tu là mình chịu, không tu là chịu. À, nói chuyện giống như chúng ta nghe chuyện gì đó huyền thoại. À, thôi chúng ta nghĩ.
chúng sanh vô mênh mông, xin đa tạ
xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miễn phiền. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến